Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, Tô Thương. Tập 59. Nếu như ông ấy có thể giết chết Viêm Long Tiên Đế, vậy thì cũng được, ít nhất cũng đã giải quyết được một rắc rối. Về phần chính ông ấy thì ắt hẳn cũng sẽ bị thương nặng, chắc cũng dễ đối phó rồi, đến lúc đó thì làm phiền Bạch Khởi tiền bối đến khống chế ông ấy vậy. Đương nhiên, nếu như ông ấy bị Viêm Long Tiên Đế giết, vậy thì cũng coi như là số mệnh của ông ấy rồi. Dù sao ông ấy ở lại núi Cửu Phong cũng như một quả bom hẹn giờ, cho nó nổ tung sớm một chút cũng không phải là xấu đối với trái đất, Tô Thương nói thẳng ra không kiêng dè gì. Bạch Khởi trầm tư một lát, cuối cùng gật đầu nói, chuyện tối nay cứ đến đây thôi vậy, tôi đi động phủ ở Đông Sơn tìm hiểu một chút, có tin tức sẽ báo cho anh. Lưu lại một câu nói xong thì thân ảnh của Bạch Khởi liền biến mất. Về phần Tô Thương, thì đi đến thu lại cái xác của Thanh Hải. Trên người anh ta chắc không có ít đồ tốt nha. Khoảng thời gian trước, tổng cộng có mười mấy tên cao thủ ngoại vực đến trái đất, trong đó, thực lực của Thanh Hải là mạnh nhất. Đương nhiên, vật chí bảo mà Viêm Long Tiên Đế tặng cho anh ta là có liên quan, như vậy anh ta có thể duy trì được cảnh giới hóa thần đỉnh phong. Có thể nói, Thanh Hải là người mà Viêm Long Tiên Đế tin tưởng nhất, nếu không tuyệt đối sẽ không đem dụng ý của Phong Khê Thiếu ra nói hết cho Viêm Long. Và sẽ không để Viêm Long đi làm bước mấu chốt nhất. Xích Hồng Nguyệt là con gái của Viêm Long, biết chuyện này chẳng có gì là lạ, nhưng Thanh Hải là một thuộc hạ, thì lại biết chuyện này, như vậy đủ để chứng minh mức độ coi trọng của Viêm Long Tiên Đế đối với anh ta. Nếu đã vậy, thì đồ tốt trong vòng tay chứa đồ của Thanh Hải, chắc chắn sẽ không ít. Nghĩ đến đây, Tô Thương lập tức tìm vòng tay chứa đồ của Thanh Hải, qua một hồi dùng mọi thủ đoạn. Cuối cùng cũng phá vỡ được ấn ký của vòng tay chứa đồ. Quả nhiên, đan dược và linh thạch trong vòng tay chứa đồ, chồng chất như núi, ngoài ra còn có một vật chí bảo khác nữa. Đó là một loại đồ bí ẩn, đối với Tô Thương mà nói thì chẳng có gì thú vị cả, tác dụng của vật chí bảo không quá lớn, nên có thể tặng cho bạn bè và thuộc hạ. Còn về đan dược và linh thạch, thì vô cùng tốt, hoàn toàn phù hợp với cách dùng của Tô Thương bây giờ. Đặc biệt là một đống linh thạch này, trong đó có không ít linh thạch thượng phẩm, đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Có những linh thạch và đan dược này, thì độ khó thăng cấp của Tô Thương cũng không quá khó. Thanh Hải ơi là Thanh Hải, cảm ơn nhé, anh yên tâm đi, tôi sẽ thay anh, hoàn thành nhiệm vụ mà Viêm Long Tiên Đế giao cho anh. Khóe miệng Tô Thương nhếch lên rồi nở một nụ cười giễu cợt, sau đó vung tay lên. Thi hải của Thanh Hải liền một màn xương đỏ tiêu tan trong không trung. Ngay sau đó, Tô Thương nghĩ đến những vị khách bị của tiệm lẩu bị thu vào trong tháp hư không, anh liền xóa đi một đoạn trí nhớ của những vị khách này, sau đó lại thả bọn họ ra ngoài. Rất nhanh, quán lẩu lại khôi phục được sự náo nhiệt trước đó, những người này không hề nhớ ra chuyện gì vừa mới xảy ra. Nhưng, bên trong quán lẩu, lại thiếu đi một bàn của vị khách tên Tô Thương. Bàn ăn ở sảnh lớn đã trống rỗng. Tôi khinh, xui xẻo thật, thế mà lại gặp phải bọn ăn cơm chùa, một nam hai nữ như chó đội lốt người, thế mà lại không ra thể thống gì. Tức chết tôi mất, không được, tôi phải đem ảnh của bọn họ dán ở cửa quán, để cho bọn họ mất mặt mới thôi. Ông chủ của quán phát hiện ba người bọn Tô Thương đã biến mất, liền hùng hổ đi kiểm tra camera, kết quả mới phát hiện ra camera không biết đã bị hỏng từ lúc nào rồi. Giờ phút này, ở trang viên nhà họ Tô. Tô Thương về tới phòng, ngồi khoanh chân lại, sau đó thi triển cửu u trấn ngục quyết. Cuộc chiến đấu lần trước, anh ấy đã tiêu hao sức lực quá lớn, linh khí trong cơ thể gần như đã bị tiêu hao sạch. Không chỉ có như thế, Tô Thương bị thương khá là nặng. Bây giờ mối nguy đang bao vây quanh trái đất, kiểu trạng thái này khiến Tô Thương không có cảm giác an toàn. Cho nên... Đến cả Lý Nguyệt và Trương Thanh Thủy Tô Thương cũng không thả ra khỏi tháp hư không, mà bắt tay vào trị thương luôn. Khoảng thời gian này anh ấy đã giết mấy tên cao thủ ngoại vực, thu thập được một lượng lớn linh thạch và đan dược, thêm cả cửu u trấn ngục quyết nữa, cho nên tốc độ trị thương cũng tăng lên đáng kể. Khoảng nửa tiếng sau, linh khí trong cơ thể của Tô Thương liền trở lại trạng thái đỉnh phong, vô số những khối linh khí đều hóa thành cho bụi. Nhưng, vì vết thương quá nặng, nên phải chữa trị dần dần. Khoảng một giờ đồng hồ trôi qua, Tô Thương đã luyện hóa được mười mấy viên đan dược trị thương, mà vết thương mới chỉ hồi phục được 7-8 phần,
căn bản là không có tác dụng gì cả. Lúc trước Tô Thương đã sử dụng bí thuật huyết tế, mà bí thuật này thì lại vô cùng mạnh, thực lực càng mạnh, thì sau khi sử dụng hiệu quả lại càng mạnh. Tô Thương dùng thực lực Nguyên Anh sơ kỳ, sau khi thúc đẩy huyết tế, thì đã ngang ngửa với Nguyên Anh hậu kỳ rồi. Theo lý thuyết, khoảng thời gian Tô Thương suy yếu, nhưng cũng may, đan dược trong vòng tay của anh ấy, có liên quan đến việc bổ sung khí huyết, mà lại không ảnh hưởng gì cả. Cuối cùng cũng khôi phục rồi. Lúc này, Tô Thương mới mở hai mắt ra, thở dài một hơi nhẹ nhõm, rồi nở một nụ cười tươi. Cảm giác an toàn của anh ấy, từ trước đến giờ đều là tự bản thân anh ấy mang lại. Lúc trước khi ở Huyền Thiên Tiên Vực, mỗi một giây mỗi một phút, đều Tô Thương đều để mình ở trạng thái đỉnh phong. Nếu trên người có vết thương, thì anh ấy sẽ trốn đi bế quan, đợi đến lúc khỏi hẳn thì mới ra ngoài. Sau khi khôi phục, Tô Thương liền nhớ tới Lý Nguyệt và Trương Thanh Thủy, liền thả hai người ra ngoài. Tô Thương, Tô Đại Thiếu Gia. Sau khi hai người nhìn thấy Tô Thương, thì đều khẩn trương mãi không thôi. Trong đó, Lý Nguyệt ân cần hỏi han, anh không bị thương chứ? Anh không sao. Tô Thương lắc đầu cười, sau đó nói, vợ à, anh đã lừa em bao giờ kia, những người kia, còn không làm ta bị thương được kìa. Sở dĩ Tô Thương muốn chữa trị vết thương trước, ngoại trừ không có cảm giác không an toàn ra, thì còn có một nguyên nhân nữa, đó là không muốn để cho vợ lo lắng. Không sao là quá tốt rồi. Lý Nguyệt cẩn thận kiểm tra qua một lượt, sau đó nghi ngờ nói, Tô Thương, thực lực của ba người này, vô cùng kinh khủng, đến cả em cũng không phải là đối thủ của bọn họ, thậm chí còn không có dũng khí để đối mặt đến bọn họ, vậy mà sao anh lại trốn thoát khỏi tay của họ được vậy? Trốn á? Tô Thương khẽ cười nói, tại sao anh phải trốn, những người kia, người thì chết người thì bỏ chạy, tất cả đều bị anh dọa cho sợ chết khiếp. Cái gì? Nghe thấy vậy, Lý Nguyệt bỗng vô cùng mừng rỡ, nhưng lại có chút xấu hổ, rồi tự lẩm bẩm, thì ra anh lợi hại như thế à, vậy lúc trước em ở trước mặt anh. Lý Nguyệt nghĩ đến dáng vẻ đắc chí của bản thân mình, bỗng xấu hổ không gì sánh bằng. Đến ba người kia Tô Thương đều đối phó được, mà bản thân mình đến dũng khí đối mặt với bọn họ cũng không có, quá nực cười, thế mà mình lại còn khoe khoang bản thân là cảnh giới võ tôn ở trước mặt Tô Thương. Ôi mất mặt quá đi. Tâm tư Tô Thương thì nhạy cảm, đương nhiên đã nhận ra sự thay đổi cảm xúc của vợ, anh ấy thấy rằng bây giờ vẫn nên khiến vợ cảm thấy vui vẻ một chút, sau đó dần dần nói chuyện thẳng thắn với cô ấy. Thế là, Tô Thương cười một cái nói, được rồi vợ ơi, anh cũng không giả vờ nữa, anh cũng ngả bài luôn. Thực ra ba tên kia, không phải do anh giải quyết, một chút thực lực này của anh, căn bản không đáng để chú ý, một đầu ngón tay của bọn họ, có thể khiến anh ngã lăn ra đất rồi. Tô Thương nói tiếp, sau khi bọn em tiến vào tháp hư không, thì có một đại nhân vật vô cùng mạnh mẽ bá đạo xuất hiện, anh ta là cao thủ siêu cường của trái đất, phất tay một cái liền giải quyết xong ba tên kia. Hóa ra là vậy. Trong nháy mắt Lý Nguyệt đã kịp phản ứng lại, bĩu môi nói, em đã nói rồi, anh chỉ là thiên tông mà thôi, võ tôn như ta cũng không thể đối phó được, anh làm sao mà có thể đánh thắng được chứ? Cái gì? Tô Thương ngạc nhiên nói ra, lúc trước ở quán lẩu, anh căng thẳng quá, nhất thời không kịp phản ứng, bây giờ anh mới hồi phục tinh thần lại, vợ ơi, thì ra em là võ tôn à? Lý Nguyệt nhìn thấy biểu cảm của Tô Thương thì rất hài lòng. Tự kiêu gật đầu nói, thế nào, Tô Thương, em có lợi hại không? Lợi hại, không hổ danh là vợ của anh, lại còn là võ tôn nữa, em quá siêu luôn. Chớp nhoáng cái Tô Thương đã như biến thành một cậu em nhỏ, khâm phục nói, đúng rồi, em còn là tiểu tiên nữ của Giang Bắc, trừ bạo giúp dân, đúng là khiến người khác phải kính nể. Ha ha, Lý Nguyệt đắc ý cười cười, sau đó nói, thường thôi. Thực ra sức tiến bộ của em vẫn rất lớn, em cảm thấy em sắp bước vào cảnh giới võ thánh rồi. Tô Thương, thực lực của anh hơi yếu một chút, không sao, em sẽ không ghét bỏ anh đâu. Lý Nguyệt tự tin nói, đợi em đặt chân đến cảnh giới võ thánh rồi, nếu gặp lại những người lúc trước, thì chẳng có gì phải sợ hết, có em bảo vệ anh, không ai có thể khiến anh bị thương được. Vậy thì quá tốt rồi, vợ à, đời này gặp được em, đúng là phúc ba đời của anh. Tô Thương nịnh nọt cười nói. Ha ha. Lý Nguyệt lại cười ngây ngô,
giống như đã nghĩ đến cảnh Tô Thương núp lưng, cầu cứu mình bảo vệ. Trương Thanh Thủy đứng bên cạnh thấy cảnh tượng này, ánh mắt thể hiện một sự hâm mộ. Tô Thương đúng là một người đàn ông tốt, rõ ràng thực lực rất mạnh, nhưng lại để tâm đến cảm xúc của vợ, nên đã diễn kịch cùng cô ấy, để cho cô ấy vui. Có thực lực, lại còn yêu chiều vợ, kiểu đàn ông như vậy, trên đời có rất ít, e là đốt đèn lồng lên soi thì cũng rất khó tìm được một ai như vậy. Đúng rồi. Sau khi đắc ý, Lý Nguyệt bỗng nghĩ đến một chuyện, tò mò dò hỏi, Tô Thương, cao thủ trái đất rất lợi hại mà anh vừa nhắc đến, anh ta là ai vậy, em có từng gặp chưa? Chắc là chưa từng gặp, lúc trước anh ta từng đến quán lẩu, là một người đàn ông trung tuổi đi giày da kiểu Tây, không biết em có ấn tượng gì không? Tô Thương nửa thật nửa giả nói. Giày da kiểu Tây sao? Lý Nguyệt khủng lại một chút, rồi nói ra quả thực là em có chút ấn tượng, trời nóng như vậy, mà ăn mặc chỉnh tề như thế đến ăn lẩu, quả thực là hiếm thấy, em còn tưởng rằng não anh ta có vấn đề nữa, đúng rồi, không phải lúc đẩy anh vào nhà vệ sinh sao? Ừm, Tô Thương gật đầu nói, không sai, chính là anh ta, nhưng anh không đi vệ sinh, là anh ta hẹn anh ra ngoài. Hả, anh ta tìm anh làm gì, chẳng lẽ anh ta coi trọng tài năng thiên phú của anh, muốn nhận anh làm đồ đệ sao? Lý Nguyệt nghi ngờ nói, không đúng, rõ ràng trong số ba người chúng ta, thiên phú của em là tốt nhất, nếu anh ta muốn nhận đồ đệ, thì phải gọi em ra ngoài mới đúng chứ, tại sao lại gọi anh? Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Vợ ơi, em hơi quá rồi đó, có phải quá tự tin rồi hay không vậy? Tô Thương tức đến nỗi xám mặt lại, nhưng bên ngoài lại tỏ ra khá chăm chú suy đoán, có thể anh ta cảm thấy thiên phú của em quá mạnh, anh ta không xứng làm sư phụ của em, cho nên mới gọi riêng anh ra ngoài. Thì ra là thế, anh nói có lý đấy, có thể là vậy. Khuôn mặt Lý Nguyệt hiện lên một sự vui vẻ, thở dài một hơi. Buồn bực nói, hai, coi như em đã cảm nhận sâu sắc được một điều, có những lúc thiên phú quá mạnh cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Vãi trưởng, vợ à, em thật sự muốn như vậy à? Tô Thương, vậy anh đồng ý làm đồ đệ của anh ta sao? Lúc này, Lý Nguyệt liền hỏi. Không. Tô Thương lắc đầu nói, chắc chắn anh sẽ không đồng ý dễ dàng như vậy đâu, nếu dễ dàng có được anh thì anh ta sẽ không trân trọng, cho nên anh đã từ chối rồi. Cố ý trêu đùa anh ta, để anh ta mong mà không được, như thế thế càng trân trọng anh. Ha ha ha, làm tốt lắm, Tô Thương, anh thông minh thật. Lý Nguyệt vừa cười vừa nói, chẳng trách lúc nãy anh tự tin như vậy, dám một mình đối mặt với ba người kia, hóa ra anh đã biết có cao thủ quan sát anh từ lâu rồi. Đúng thế. Tô Thương nói ra, tên kia lợi hại thật, giải quyết ba tên kia một cách rất nhẹ nhàng. Anh sợ sẽ thu hút sự chú ý ở xung quanh, cho nên đã vội chạy về trang viên nhà họ Tô. Vậy bây giờ anh ta đâu, đi đâu rồi? Lý Nguyệt hỏi. Không rõ nữa, chắc là đi bận công chuyện rồi, dù sao thì cao thủ lợi hại như vậy, cũng không thể chỉ bảo vệ anh được. Tô Thương thuận miệng nói ra. Cũng đúng, nhưng Tô Thương, anh cũng đừng ép buộc bản thân, nếu không muốn nhận người ta làm thầy, vậy thì đừng nhận nữa. Lý Nguyệt tự tin nói, cùng lắm thì sau này em sẽ bảo vệ anh, em sẽ dạy cho anh cách tu luyện, anh gọi em là sư phụ vợ là được. Không biết tại sao, Lý Nguyệt lại vô cùng hy vọng Tô Thương là một tên kém cỏi, bản thân lại muốn che chở cho Tô Thương, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy rất rất hạnh phúc rồi. Được, vợ ơi, sau này anh sẽ lăn lộn cùng với em. Tô Thương vừa cười vừa nói. Hai người, nói chuyện đủ chưa, chẳng lẽ tôi là không khí à? Từ nãy đến giờ mà không ai để ý đến tôi. Lúc này, Trương Thanh Thủy xám mặt lại mắng một câu. He he, ca ca, cậu yên tâm đi, tớ cũng sẽ bảo vệ cậu. Lý Nguyệt thể hiện ra phong thái của chị đại. Tớ, Trương Thanh Thủy thật sự muốn nói, thực lực của cô ấy với Lý Nguyệt cũng không chênh lệch là bao, nếu đánh nhau thật, chắc chắn Lý Nguyệt sẽ không đánh lại Thanh Thủy, dù gì thì Lý Nguyệt cũng không có kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng Trương Thanh Thủy lại không nói những lời này, mà phối hợp diễn kịch với Tô Thương, vừa cười vừa nói, được rồi, Lý Nguyệt, sau này cậu bảo vệ tớ nhé. Lý Nguyệt vô cùng hài lòng, sau đó ánh mắt liền dừng lại trên người Tô Thương, hỏi dò, đúng rồi Tô Thương, vũ khí lúc nãy của anh là gì thế, lợi hại thật đấy, không ngờ bên trong lại có thể chứa được người đấy,
thậm chí còn có cả năng lượng rất tinh khiết, còn mạnh hơn cả bên ngoài nữa. Em cảm thấy nếu như em tu luyện ở trong đó, qua mấy ngày là có thể đặt chân đến võ thánh được đấy. Em đang nói đến tháp hư không à? Tô Thương cười cười nói, vợ à, chắc em cũng biết, anh không lừa dối em, thực ra anh là người đời sau nhà họ Tô, tháp hư không kia, là ông cố để lại cho anh. Thế à, lợi hại thật. Sau khi đặt chân vào giới luyện võ, chắc chắn Lý Nguyệt đã từng nghe đến tên tuổi của Tô Vô Kỵ, sau đó liền bĩu môi, Tô Thương, ông cố anh lợi hại như thế, nhưng anh lại kém cỏi như này, như vậy không được, anh phải nỗ lực nhiều vào. Anh hiểu rồi, vợ ơi, anh nhất định sẽ tu luyện thật tốt, để không khiến em phải thất vọng. Tô Thương nói một cách nghiêm túc, từ nay về sau, một ngày anh sẽ tu luyện 30 tiếng, để mau chóng đuổi kịp em. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Anh bị ngốc à, một ngày chỉ có 24 giờ thôi. Lý Nguyệt trợn mắt liếc nhìn Tô Thương một cái, sau đó tự kiêu nói, nhưng cho dù anh có cố gắng nhiều đi chăng nữa, thì cũng không đuổi kịp em đâu, dù sao thì thứ thiên phú như vậy cũng rất là quan trọng đấy. Đúng đúng đúng, vợ nói rất đúng. Tô Thương vội vàng hùa theo, trong lòng cảm thấy mắc cười mãi không thôi. Bộ dạng đắc chí kiêu ngạo của vợ, còn đáng yêu hơn lúc trước mấy phần, lẽ nào tu vi cao hơn người khác, thì sẽ thoải mái như vậy sao? Kỳ kỳ tới rồi, nó đang ở bên ngoài, chuẩn bị vào trang viên rồi. Chính lúc hai người đang nói với nhau, thì bỗng nhiên Lý Nguyệt nói vậy. Tô Thương đương nhiên cũng đã nhận ra, nhưng lại giả vờ không biết chuyện gì hết, nghi ngờ nói, kỳ kỳ á. Ở đâu, sao anh không thấy vậy? Đương nhiên là anh không nhìn thấy rồi, con bé còn chưa đến đâu, chỉ là thực lực của em cao cường, nên mới cảm nhận được thôi. Lý Nguyệt ngẩng đầu ưỡn ngực, tự kiêu nói, đợi anh đặt chân đến cảnh giới này của em, tự nhiên sẽ nhận ra, cho nên anh phải cố gắng vào. Được vợ à, Tô Thương lắng nghe lời dạy dỗ. Lý Nguyệt khẽ cười một tiếng, rồi ra khỏi phòng. Tô Thương và Trương Thanh Thủy, theo sát phía sau. Rất nhanh. Ở trước cửa trang viên ba người họ đã gặp được Kỳ Kỳ và Chu Vũ Đồng. Kỳ Kỳ, Đồng Đồng, sao hai em lại đến đây vậy? Lý Nguyệt cười hỏi. Chị, anh rể, chị ca ca. Lý Kỳ Kỳ chào hỏi từng người một, sau đó nói, hôm nay Đồng Đồng đến Giang Bắc, vẫn chưa có chỗ ở, lúc đầu cậu ấy muốn ở quán rượu, nhưng em cảm thấy không cần thiết, dù sao thì trang viên nhà họ Tô cũng rảnh rang, nên em mới đưa cậu ấy đến đây. Lý Nguyệt gật đầu, sau đó cười hỏi, hai em không phải đi ăn một bữa thịnh soạn à, thế nào, đi ăn gì thế, đồ ăn ngon không? Nghe thấy thế, Lý Kỳ Kỳ và Chu Vũ Đồng đều yên lặng, sắc mặt thì xám lại. Tiệc sao? Qua một lúc lâu, Lý Kỳ Kỳ mới nghiến răng nghiến lợi, thở phì phò nói, cái bữa ăn chết tiệt, ôi giời ơi, sớm biết như thế thì em đã đi ăn lẩu với mọi người rồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Lý Nguyệt tò mò hỏi, chẳng lẽ mấy món ăn thịnh soạn đó không hợp với khẩu vị của em sao? Cái gì? Sắc mặt Lý Kỳ Kỳ xám lại nói, khi thằng cha kia nói chuyện ở trên mạng, nói muốn đưa bọn em đi ăn một bữa thịnh soạn, sau khi gặp mặt còn nói chuyện rất vui. Dáng dấp thằng cha đó cao to đẹp trai, tướng mạo thì cho qua cửa, nói chuyện khá được, có chút hiền lành, nhưng Đồng Đồng nhà ta đã nói, cậu ấy thích kiểu người như vậy, vốn là sắp thành đôi rồi. Nhưng kết quả là khi dùng bữa, thằng cha đó lại đưa bọn em đi ăn lẩu vị tê cay. Lý Kỳ Kỳ cắn răng nghiến lợi nói ra, ăn lẩu tê cay rồi thì thôi đi, em cũng khá thích ăn lẩu vị này, nhưng mấu chốt là, anh ta không cho em cầm cái muỗng nhúng lẩu, mà tự anh ta cầm lấy, nói là cầm cho bọn em, rồi mọi người cùng nhau ăn. Cái này cũng được mà, hai người ngồi đợi rồi ăn không được à, sao mà phải tức như thế? Lý Nguyệt Trấn An nói, Kỳ Kỳ. Không phải chị đã nói với em rồi à, phải bao dung với người khác nhiều hơn, đừng tự cho mình là đúng. Cái con khỉ ý. Xem ra Lý Kỳ Kỳ đang giận thật, nghiến răng nói ra, thằng cha đó tự mình gắp đồ ăn, em cũng không tính toán gì, nhưng, chị ơi, chị có biết thằng đó lấy loại lẩu cay bao nhiêu tiền không? Lẩu vị tê cầy bình thường, mỗi người 30 tệ mới đủ ăn. Lý Nguyệt Thành thật trả lời, anh ta lấy loại lẩu cay 6 đồng. Lý Kỳ Kỳ nói một cách căm ghét, 6 đồng à, bình quân mỗi người 2 đồng, thì ăn cái mẹ gì, mỗi người gắp một đũa là hết sạch rồi.
Từ trước đến nay em chưa gặp ai mà keo kiệt như vậy cả, mời người khác ăn cơm, lúc đầu thì khoe khoang khoác lác, sau đó thì lại chọn ăn lẩu tê cay, mà còn gọi suất ăn 6 đồng. Lý Kỳ Kỳ kéo tay Chu Vũ Đồng tay, nổi giận đùng đùng nói, Đồng Đồng, cậu mau xóa bỏ cách liên lạc với anh ta đi, sau này đừng gặp anh ta nữa, quá là ghê tởm, suất lẩu tê cay 6 đồng, xem thường ai vậy. Mình thật đáng thương, đã chuẩn bị tinh thần để ăn một bữa no nê rồi, mà đến nồi lẩu cũng không ăn được, kết quả lại ăn no một bụng không khí. Lý Kỳ Kỳ thở phì phò nói, nghĩ đến đây, tớ tức đến đau cả bụng. Kỳ Kỳ. Chu Vũ Đồng lại nói, cậu đừng nóng giận, có thể anh Trương đã tiêu hết tiền, chắc xấu hổ vì trong ví rỗng tuếch, nên mới cẩn thận từng ly từng tí như vậy. Không phải anh Trương đã nói rồi sao, lần sau sẽ đưa chúng ta đến nhà hàng Joseph ăn tiệc thực sự. Nói điêu. Tớ không tin, một người đàn ông cao to, toàn thân đều là cơ bắp, mà đến tiền ăn cơm cũng không có. À, còn lần sau mời chúng ta đến Joseph, hẹn con mẹ anh ta ý, một người mời người khác ăn lẩu 6 đồng, sao có thể nỡ đưa chúng ta đến nhà hàng Joseph được, tớ không tin. Lý Kỳ Kỳ tức anh Trương rất nhiều, nghiêm túc nói, nghe tớ, Kỳ Kỳ, tên kia chính là không coi ai ra gì, cậu đừng liên lạc với anh ta nữa. Cẩn thận kẻo bị lừa tiền lừa sắc đấy. Cậu nghĩ kỹ lại mà xem, tên đó cao to vạm vỡ, dáng người cao khoảng gần 2 mét, giống y như gấu trúc ý, chắc chắn một chiêu giống như gấu trúc ý, chắc chắn một chiêu của anh ta có thể quật ngã cậu ngay. Lý Kỳ Kỳ đe dọa, nếu như hai người ở với nhau thật, lỡ như có một ngày cãi nhau, một tay anh ta không phải sẽ nắm đầu cậu rồi đánh cho xoay trong chóng luôn đó. Còn nữa, ban này cậu cũng đã hỏi, anh ta xấu hổ vì trong ví không có tiền, kiểu người này mới là đáng sợ nhất, nếu anh ta nghèo đến nỗi phát điên lên, nói không chừng sẽ đem cậu bán sang miền Bắc xa xôi đấy. Lý Kỳ Kỳ hù dọa Chu Vũ Đồng, nói tiếp, đến lúc đó, anh ta sẽ lấy phần eo và hai tròng mắt của cậu ra để đổi lấy tiền tiêu, nghĩ thôi đã thấy sợ rồi. Không, không đâu. Chu Vũ Đồng lại rất tin tưởng anh Trương. Nên lắc đầu nói ra, anh Trương không phải loại người như vậy đâu, tớ tin anh ấy, nhìn qua anh ấy có vẻ khá chất phác trung thực, chắc chắn sẽ không làm ra loại chuyện này đâu. Đồng Đồng, cậu nguy hiểm rồi. Lý Kỳ Kỳ khuyên, nhìn người không thể chỉ nhìn qua vẻ bề ngoài, cậu nói chất phác trung thực, tám phần là anh ta giả vờ, là để lừa gạt những cô gái thiếu kinh nghiệm sống như cậu đấy. Cả ngày cậu chỉ thích xem tôm, lòng dạ con người nhiều như thế. Sao có mỗi cái ý thức đề phòng cũng không có vậy, làm bạn với cậu, tớ cảm thấy rất xấu hổ đấy. Lý Kỳ Kỳ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Kỳ Kỳ, đừng nói nặng lời như vậy, dù sao thì tớ vẫn tin anh Trương. Chu Vũ Đồng dùng ánh mắt kiên định nói. Xong, thôi rồi, Đồng Đồng, đã tiến vào bẫy của tên kia. Lý Kỳ Kỳ nghiến răng nói ra, đợi sau này ngươi bị bán sang phương Bắc xa xôi, thì đừng gọi điện cho tớ, rồi kêu tớ chuộc cậu về. Chu Vũ Đồng nhìn thấy Lý Kỳ Kỳ tức giận như vậy, thì không nói gì thêm, tránh cho thêm dầu vào lửa. So với tên kia, thì anh rể tôi vẫn là tốt thực sự. Lý Kỳ Kỳ cũng không tiếp tục nói về chủ đề này nữa, mà nhìn về phía Tô Thương, nịnh nọt cười nói, anh rể, bao giờ anh đưa tôi đi ăn một bữa no nê đây? Còn nữa, anh rể, em nhìn chúng một cái túi, mẹ em thì thấy em nhiều túi quá rồi, nên không cho tôi mua nữa, chị gái cũng không cho tôi mua. Còn nói là tôi có kiểu đó rồi. Thế nhưng, em không màu kia, em thích màu hường, cái túi đó mà mẫu mới, quá là đẹp luôn ấy. Lý Kỳ Kỳ vội vàng đi tới, ôm lấy cánh tay của Tô Thương cánh tay, vừa lay động cánh tay vừa nói, anh rể, anh mua cho tôi được không, tôi xin anh đấy. Ha ha, đương nhiên không vấn đề. Tô Thương khẽ cười nói, hôm nay muộn quá, chắc cửa hàng đều đóng cửa hết rồi, sẽ mua ngày mai đi. Ngày mai tôi nhất định sẽ mua cho cô. He he, cảm ơn anh rể tốt thật. Lý Kỳ Kỳ nở một nụ cười đắc ý, dễ thương vô cùng. Con nhà đầu Kỳ Kỳ này. Lý Nguyệt nhìn sang Lý Kỳ Kỳ, rồi nói, ánh mắt tinh tường của Đồng Đồng, tốt hơn em nhiều, không cho em tiếp tục chửi bới anh Trương nữa kìa. Nói không chừng người ta quên mang tiền thật, lại không muốn trực tiếp nói cho hai người, cho nên mới bất chấp mời hai người ăn lẩu vị tê cay. Lý Nguyệt dùng ngữ khí giảng lý lẽ nói, chỗ bạn bè, không phải xem đối phương tiêu bao nhiêu tiền cho em, mà phải em đối phương chịu bỏ ra bao nhiêu tiền vì em.
Nếu như anh Trương kia, chỉ có 6 đồng, mà vẫn đồng ý dùng toàn bộ số tiền đó để mời các em ăn cơm, điều này chứng tỏ rằng anh ấy quan tâm Đồng Đồng, em cũng đừng có cà khịa anh ấy nữa. Không nghe không nghe. Lý Kỳ Kỳ bịt lỗ tai, sau đó bĩu môi nói chị, loại canh gà này, chị cũng đừng bắt ép em uống, bây giờ em cũng no một bụng tức rồi, nếu uống ngụm canh gà này nữa, chắc em nổ tung người mất. Cái anh Trương kia, rõ ràng là người xấu không có ý tốt, dùng 6 đồng, để muốn lừa Đồng Đồng. Lý Kỳ Kỳ giơ tay hình nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói, vừa rồi nếu không phải Đồng Đồng kéo em, thì em đã đấm cho anh ta 2 phát, để anh ta biết thế nào là sự của em. Con nhà đầu này, Lý Nguyệt vẫn muốn dạy dỗ Lý Kỳ Kỳ, nhưng lúc này, Trương Thanh Thủy trầm mặc bắt đầu lên tiếng. Lý Nguyệt, Trương Thanh Thủy đứng ra cười nói, lần này tớ đồng ý với Kỳ Kỳ nói rất hay. Mời khách ăn cơm, làm gì có kiểu ăn lẩu cay, lại còn mời ăn suất 6 đồng nữa chứ. Trương Thanh Thủy nói tiếp, người khác thì tớ không nói, nếu như em trai tớ làm ra loại chuyện này. Kiểu gì thì tớ cũng phải đánh cho một trưởng không thấy đông tây nam bắc luôn. Đùa cái gì thế không biết, ăn lẩu 6 đồng, ai mà ăn nổi, lần thứ đầu gặp mặt, mà làm như vậy là xem thường người khác, sau này cũng đừng có liên lạc lại nữa. Trương Thanh Thủy tiếp tục nói, đây không đơn thuần là vấn đề ăn lẩu tê cay 6 đồng, mà chủ yếu là nhân phẩm của người này, đã bị lộ ra, đúng là đồ bỏ đi. Đúng đúng đúng. Lý Kỳ Kỳ chạy đến bên cạnh Trương Thanh Thủy. Kích động nói, chị ca ca, vẫn là chị hiểu em, ý em chính là như vậy. Thật không có tố chất, một chút quy tắc cũng không hiểu, cũng không biết gia đình nào, mà lại dạy được một tên đàn ông như vậy. Lý Kỳ Kỳ hùng hổ nói. Ha ha, cái này còn phải hỏi sao, thứ tố chất này, chắc chắn có liên quan gia đình, chắc người trong nhà cậu ta cũng đều như vậy hết. Trương Thanh Thủy khinh thường nói. Chị ca ca, người nói quá hay luôn. Lý Kỳ Kỳ kích động, vội vàng nói, tên kia còn nói với bọn em, anh ta có một người chị gái, còn nói đừng nhìn anh ta cao to thô kệch như vậy, nhưng chị gái anh ta thì cực kỳ xinh đẹp. Anh ta còn nói, ở chỗ bọn họ, chị gái anh ta có rất nhiều người yêu thích, người theo đuổi thì nhiều vô kể. Lý Kỳ Kỳ khinh bỉ nói, lúc đó em liền chửi thề một câu, anh ta đã khôi ngô tuấn tú từ trong bụng mẹ rồi, không biết chị của anh ta còn đẹp cỡ nào nữa. Rõ ràng là muốn lừa dối cậu, Đồng Đồng còn mù quáng tin tưởng. Ha ha, Đồng Đồng này ngốc thật. Trương Thanh Thủy vừa cười vừa nói, chắc chỉ cậu ta chân tay cũng thô kệch, nói không chừng cũng cao to vạm vỡ nữa. Kỳ Kỳ, em quá đỗi xinh đẹp, thả một tim cho em. Đúng đó đúng đó. Lý Kỳ Kỳ nói tiếp, cũng không biết những người yêu thích chị gái anh ta, cũng là loại không đứng đắn cũng nên, ha ha ha. Rõ ràng là giả đó. Trương Thanh Thủy nhìn về phía Chu Vũ Đồng bên cạnh, chăm chú khuyên, lần này em thật sự phải nghe lời Kỳ Kỳ, em ấy nói rất có lý, em đừng có không nghe lời khuyên, mau xóa liên lạc với tên đó đi. Em thích kiểu người đẹp trai, cái này đơn giản, thực ra chỉ có một người em trai, nó trông cũng khá đẹp trai, dáng dấp cũng không tệ. Trương Thanh Thủy vừa cười vừa nói, Đồng Đồng, chị rất hài lòng với em, nếu như em đồng ý, chị có thể giới thiệu em với em trai chị. Để em làm em dâu chị, sau này chúng ta có thể thường xuyên gặp mặt rồi. Chu Vũ Đồng thường đến Giang Bắc tìm Lý Kỳ Kỳ để chơi, mà Trương Thanh Thủy lại là bạn thân của Lý Nguyệt. Cho nên, bốn người họ cũng thường xuyên đi ăn mua sắm dạo phố cùng nhau, nên cũng có thể coi là khá quen biết nhau. Trương Thanh Thủy thật sự coi trọng Chu Vũ Đồng, cảm thấy cô gái này rất vừa mắt. Tuy không biết võ công, không hiểu giới luyện võ. Nhưng dung mạo Chu Vũ Đồng rất xinh đẹp, người cũng không tệ, quan trọng nhất là Trương Thanh Thủy hiểu cô ấy, làm em dâu là một lựa chọn không tồi. Cảm ơn ý tốt của chị ca ca, đành thôi vậy. Chu Vũ Đồng lại nhất quyết từ chối, vuốt mấy sợi tóc trên trán, khẽ nói, em cảm thấy mọi người đã hiểu lầm anh Trương rồi, em đã nói chuyện với anh ấy ở trên mạng rất lâu rồi, em biết cách làm người của anh ấy, thật sự không như mọi người nghĩ đâu. Đồng Đồng, em. Trương Thanh Thủy thở dài một hơi nói, hai, chị cũng không khuyên em nữa, chuyện trong nhà chưa tỏ mà chuyện trong ngõ đã tường, đợi em bình tĩnh lại, thì sẽ biết lỗi của em không đúng theo chuẩn mực tí nào. Đúng vậy. Lý Kỳ Kỳ giống như là tìm được đồng minh, dù cho Trương Thanh Thủy nói cái gì, thì cô ấy cũng đều đồng ý. Ngay sau đó,
Lý Kỳ Kỳ lại nói một chuyện, đúng rồi, chị ca ca, tên kia nói lần sau gặp mặt, sẽ đưa chị anh ta đến nữa, nói là để chị anh ta kiểm định một chút, chị đoán xem, canh ta có ý gì. Không khẳng định trước được gì, nhưng theo cách nghĩ đó thì... Trương Thanh Thủy dừng lại một chút, rồi sực tỉnh, Kỳ Kỳ, chị cậu ta chắc không phải người liên lạc chứ, một người con gái cao lớn vạm vỡ, lại lôi kéo Đồng Đồng đi, sau đó. Thật là đáng sợ. Có lý. Lý Kỳ Kỳ chăm chú gật đầu nói, chắc chắn là như thế, quá ghê tởm, không chỉ có anh ta là đồ bỏ đi, mà chị gái anh ta cũng không phải là thứ tốt đẹp gì. Đúng. Trương Thanh Thủy nói ra, nhất định đừng đến gần người như vậy, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Đồng Đồng ơi Đồng Đồng, là một người bạn thân, tớ nhất định sẽ không để cậu đi gặp anh ta một mình đâu, lỡ như chị gái anh ta, đem cậu. Chị. Trương Thanh Thủy đang nói, lúc này, Trương Mộ Cổ bỗng nhiên đi tới. Lúc này Trương Mộ Cổ, đã không phải là một tên râu ria luộm thuộm như trước rồi, anh ấy đã chỉnh lại kiểu tóc, cạo râu, đổi sang một đôi giày tây màu đen, xem ra cũng giống kẻ có tiền nuôi bảo vệ rồi đấy. Anh! Sau khi nhìn thấy Trương Mộ Cổ, Lý Kỳ Kỳ bỗng nhảy cẫng lên, vô cùng kích động chỉ về phía Trương Mộ Cổ, ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Nghiến răng nói, sao anh còn dám theo tới đây, quả nhiên là không có ý tốt gì. Trương Mộ Cổ không nhìn Lý Kỳ Kỳ, cũng không nhìn Lý Nguyệt, Tô Thương và chị anh ấy. Giờ phút này, trong mắt Trương Mộ Cổ chỉ có mỗi Chu Vũ Đồng, vui vẻ đi đến bên cạnh Chu Vũ Đồng, gãi gãi sau gáy, có chút ngượng ngùng nói, Đồng Đồng, chúng ta lại gặp nhau rồi. Chu Vũ Đồng khẽ gật đầu, sau đó thẹn thùng cúi đầu, không ý muốn nhìn Trương Mộ Cổ. Nhưng rõ ràng có thể nhìn ra, cô ấy rất có thiện cảm với Trương Mộ Cổ. Đồng Đồng, sao em lại ở đây? Trương Mộ Cổ hỏi nhỏ, giọng nói tràn đầy sự ấm áp. Đây là nhà anh rể Kỳ Kỳ, cậu ấy đưa em tới ở vài hôm. Chu Vũ Đồng ngượng ngùng đáp lại. Nhà anh rể Kỳ Kỳ à, đây không phải nhà Tô Đại Thiếu Gia. Ha ha, anh hiểu rồi. Trương Mộ Cổ vừa cười vừa nói, trùng hợp thật, thì ra đều là người quen. Anh rể Kỳ Kỳ lại là anh em tốt của anh. Tốt cái đầu nhà anh ý. Lý Kỳ Kỳ vội vàng chạy tới, đưa Chu Vũ Đồng ra phía sau lưng mình, lập tức hung hãn nói, tên đồ con kia, lá gan của anh cũng lớn phết đấy, thế mà lại dám đến nơi này, còn lỗi kéo làm quen với anh rể tôi khinh, anh nghĩ chúng tôi sẽ tin sao? Anh rể, mau vạch trần anh ta đi, sau đó đánh anh ta một trận. Xem anh ta còn có ý đồ xấu với Đồng Đồng nữa không? Nói xong, Lý Kỳ Kỳ nhìn về phía Tô Thương bên cạnh. Tô Thương thì khế cười nói, cái đó, Kỳ Kỳ, tên đồ con mà cô nhắc đến, đúng là anh của tôi thật, tôi nghĩ đây là hiểu lầm thôi. Y dài. Nghe thấy thế, Lý Kỳ Kỳ bỗng ngây ngẩn cả người, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc, khuôn mặt nhỏ đều cũng đơ hết cả rồi. Người ở hiện trường ngây người ra, không chỉ có Lý Kỳ Kỳ. Mà còn có Trương Thanh Thủy, cũng trợn tròn mắt như vậy. Làm này làm kia một hồi lâu, thì ra tên kia liền là em trai mình à. Chính mình mới vừa rồi còn đần độn chửi bởi chị gái tên kia, đó không phải là đang chửi chính mình sao? Người chị gái cao to vạm vỡ, chính là mình sao? Nghĩ lại những lời trước đó đã nói, Trương Thanh Thủy nhất thời ngơ người ra, tức đến nỗi không tìm ra được cái lỗ nào để chui vào. Mất mặt. Mất mặt thật sự. Trương Thanh Thủy trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cho phải, đen mặt đứng tại chỗ. Chị ca ca, vừa rồi em nghe thấy tên to con này gọi chị là chị gái, không phải hai người quen biết nhau đấy chứ. Đúng lúc này, Lý Kỳ Kỳ giống như nhớ tới cái gì đó, ánh mắt lập tức nhìn vào Trương Thanh Thủy. Quen biết. Cậu ta là em trai của chị, sao chị có thể không quen biết cho được. Thế nhưng, lúc này... Trong lòng Trương Thanh Thủy ghét bỏ, rất muốn nói mình không hề biết Trương Mộ Cổ. Chuyện này, khụ khụ, chị và cậu ta không quen biết nhau, hai tụi chị. Trương Thanh Thủy ho khan hai tiếng, đang tính phủ nhận. Chị, lúc này, ánh mắt Trương Mộ Cổ lại rơi lên người Trương Thanh Thủy, anh ấy sờ sờ sống mũi nói, thì ra chị biết Lý Kỳ Kỳ, chị mau giúp em giải thích đi. Lý Kỳ Kỳ vẫn luôn ghét bỏ em, cô ta cứ luôn nói xấu em. Lại còn không cho Đồng Đồng gặp em nữa. Ghét bỏ. Tôi là chị của cậu mà tôi còn ghét bỏ cậu đây này.
nhưng nghĩ đến chuyện đại sự cả đời của em trai mình, Trương Thanh Thủy chỉ đành phải kiên nhẫn nói, Kỳ Kỳ, thật ra cái tên to con này chính là đứa em trai ruột mà chị nói lúc nãy. Giữa hai người chắc chắn là có hiểu lầm, em trai chị làm người thế nào chị hiểu rất rõ, nó không có suy nghĩ xấu xa gì đâu, chỉ là tính tình có chút hiền lành, em cứ từ từ tìm hiểu nó thì sẽ hiểu rõ thôi. Trương Thanh Thủy nói thêm, hay thật, chị ca ca, thì ra chị và tên to con này là một phe. Lý Kỳ Kỳ đang tức giận, sau khi biết được sự thật thì không hề nghe giải thích, nghiến răng nghiến lợi nói, đồng đồng, chúng ta đi thôi, đừng để ý tới bọn họ. Nói xong, Lý Kỳ Kỳ lập tức mạnh mẽ kéo tay Chu Vũ Đồng, sải bước đi vào trang viên nhà họ Tô. Anh rể, tôi với đồng đồng ở lầu 2, đừng quấy rầy chúng tôi, có thể nào đi nữa thì cũng đừng để cho cái tên to con kia tới tìm chúng tôi, nếu không tôi sẽ cắt đứt với anh. Lý Kỳ Kỳ nghiêm túc nói, sau đó dẫn theo Chu Vũ Đồng biến mất trong tầm mắt mọi người. Kai Kai, Lý Nguyệt đang tính khuyên bảo, thế nhưng hai người Lý Kỳ Kỳ đã đi xa, cô lập tức nhìn về phía Trương Mộ Cổ, mở miệng nói, cậu Trương, Kỳ Kỳ nó khá tùy hứng, cậu cũng đừng chấp nhặt làm gì. Đợi cho em ấy nguôi giận, tôi sẽ giải thích rõ ràng cho nó, sẽ không để cho nó làm ảnh hưởng đến quan hệ giữa cậu và đồng đồng. Cảm ơn chị dâu Phi Tuyên. Trương Mộ Cổ vội vàng nói lời cảm ơn, sau đó nói với vẻ mặt đau khổ, chuyện này cũng đều tại tôi, lúc trước tôi nói với các cô ấy là sẽ mời các cô ấy ăn một bữa cơm thịnh soạn, kết quả lại chỉ ăn món lẩu vị cay, lại còn có giá 6 đồng, thật sự rất xấu hổ. Lẩu vị cay, món lẩu đường phố phổ biến tại Trung Quốc có nguồn gốc từ Tứ Xuyên. Ha ha, đúng vậy, Kỳ Kỳ cũng bởi vì chuyện này mà tức giận. Lý Nguyệt cười nói, Kỳ Kỳ này không có khuyết điểm gì cả, chỉ là vô cùng thích ăn uống. Có đôi khi cậu mắng nó vài câu nó cũng chẳng tức giận, rất thoải mái. Nhưng chỉ cần liên quan đến chuyện ăn uống thì đầu óc nó bé xíu như lỗ kim vậy, chẳng suy nghĩ rõ ràng, đừng nói nó chỉ đối với cậu như vậy, mà ngay cả tôi cũng giống như thế. Lý Nguyệt nói tiếp, hôm nay nó đã chuẩn bị sẵn sàng để ăn một bữa thịnh soạn, chắc có lẽ buổi trưa đã bắt đầu đói bụng rồi. Chỉ chờ đến buổi tối để ăn một bữa cho đã. Lúc nãy tôi gọi điện thoại cho nó bảo nó đến ăn lẩu, nhưng nó lại từ chối, có thể thấy được nó chờ mong về bữa ăn này như thế nào. Lý Nguyệt cười nói, nhưng mà cậu hết lần này tới lần khác chỉ mời hai em ấy ăn lẩu vị cay, quan trọng là còn không đủ nhét kẽ răng nữa, nó giận cậu cũng phải. Nhưng cậu cũng không cần để ý đâu, Kỳ Kỳ rất dễ dỗ dành, ngủ một giấc dậy là chuyện gì cũng quên hết cả. Trương Mộ Cổ nói, vậy thì nhờ chị dâu Phi Tuyên nói chuyện giúp tôi thấy quan hệ giữa Đồng Đồng và Lý Kỳ Kỳ rất tốt, nếu như Kỳ Kỳ vẫn còn ghét bỏ tôi thì chắc chắn Đồng Đồng sẽ không gặp tôi nữa. Cứ giao cho tôi, Lý Nguyệt cười đồng ý. Trương Mộ Cổ. Ngay lúc hai người bọn họ đang nói chuyện thì Trương Thanh Thủy sải bước đi tới, thẳng tay túm lấy lỗ tai em trai, nghiến răng nghiến lợi nói, cái tên nhóc thúi này, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Mời người ta ăn cơm mà chỉ ăn có lẩu vị cay 6 đồng, có mất mặt không hả, chị hỏi em có mất mặt hay không? Trương Thanh Thủy nói xong, lập tức giơ chân lên đá một cái vào người Trương Mộ Cổ, ngay sau đó nghiêm khắc nói, không có tiền thì đừng có học người ta hẹn con gái đi ăn cơm, mặt nhà họ Trương chúng ta đều bị em làm cho mất sạch, nếu để chuyện này truyền ra ngoài, thì nhà họ Trương ở Phụng Dương Thành còn không bị người ta đâm chọt sau lưng sao? Con cháu đời thứ 9 của dòng họ nhà họ Trương, thiếu gia duy nhất mời người ta ăn cơm mà lại mời người ta ăn lẩu vị cay 6 đồng, tức chết tôi rồi, vừa nghĩ đến chuyện này là tôi hận không thể tìm một khe hở nào đó mà chui vào. Trương Thanh Thủy nghiến răng nghiến lợi nói, em làm mất mặt nhà họ Trương thì chị không quản được. Nhưng em lại làm mất mặt chị với Kỳ Kỳ và cả đồng đồng đều quen biết nhau cả, hôm nay mặt mũi của chị xem như mất hết rồi. Trương Thanh Thủy tức giận không có chỗ trút ra, một cước đá ngã Trương Mộ Cổ, sau đó lại hung hăng đá thêm mấy cái nữa mới chịu bỏ qua, nói xem sau này chị làm sao đối diện với hai người họ đây, em đấy, cái đồ làm chị mất mặt. Á, chị, đau quá. Trương Mộ đau đến nhe răng trợn mắt, vội vàng chạy trốn ra sau lưng Tô Thương, sau đó Trương ra vẻ mặt đau khổ giải thích, em cũng có muốn như vậy đâu, lần này đến Giang Bắc ông nội chỉ cho em có 2.000 đồng. 2.000 đồng đó chị có biết nửa năm nay em phải sống như thế nào không?
Trương Mộ Cổ nói xong, nước mắt cũng sắp chảy ra, bây giờ giá cả cao như thế, em tiếc không nỡ thuê nhà, không nỡ ăn cơm, thậm chí ngay cả dao cạo râu cũng không nỡ mua nữa kìa. Thế nên em đã ở trong rừng sâu núi thẳm, râu ria xồm xoàm, lôi thôi lếch thếch, thật ra em cũng có muốn như vậy đâu. Trương Mộ Cổ bất đắc dĩ nói, nhưng em vì để tiết kiệm tiền, cho nên hết cách rồi. Hôm nay em ra ngoài, muốn dùng tiền sửa sang lại cho bản thân một chút, sau đó hẹn hò với Đồng Đồng, kết quả lại gặp phải chị, rồi mới xảy ra chuyện sau đó. Trương Mộ Cổ nói tiếp, sau khi chào tạm biệt mọi người, em đến tiệm cắt tóc, đến trung tâm thương mại, tiền trong tay cứ thế mà dùng vèo vèo giống như nước chảy, em vốn định mua một chai nước hoa nhưng kết quả là hết tiền, chỉ còn lại 6 đồng. Vừa hay, lúc này Đồng Đồng với Lý Kỳ Kỳ tới đây, tụi em gặp mặt nói chuyện phiếm, sau đó đi ăn cơm. Trương Mộ Cổ vô cùng xấu hổ, ngay cả tiền uống cà phê cũng là do Đồng Đồng trả. Lẽ ra em định gọi điện thoại cho các chị để vay tiền, nhưng cũng không biết thế nào mà điện thoại của hai người đều không liên lạc được, hết cách nên em chỉ có thể dựa theo 6 đồng còn lại trong tay mà nhắm mắt dẫn hai người họ đi ăn lẩu vị cay. Trương Mộ Cổ cũng cảm thấy hành động của mình vô cùng mất mặt, vốn dĩ lẩu vị cay của người ta dưới 8 đồng thì sẽ không bán, nhưng em đành phải mặt dày, năn nỉ người ta làm phần 6 đồng, bằng không ngay cả lẩu vị cay 6 đồng cũng không ăn được. Nghe được những lời này, ba người Tô Thương, Lý Nguyệt, Trương Thanh Thủy đều im lặng. Thật là một người đàn ông thể thảm. Vài giây sau, Trương Thanh Thủy nhìn không được nói, 2-3 năm trước lúc chị đi xa, ông nội cũng cho chị một thẻ ngân hàng, trong thẻ có mấy chục triệu, bảo chị cứ tiêu dùng thoải mái. Em làm sao mà chỉ cho em có 2.000? Ai ngờ Trương Mộ Cổ nghe thấy cô ấy nói như vậy, đồng tử lập tức giãn to, anh ấy nhảy dựng lên, mẹ. Mẹ kiếp. Mấy chục triệu. Trương Mộ Cổ vội vàng chạy tới ôm lấy cánh tay Trương Thanh Thủy, nghiêm túc hỏi chị, điều chị nói là thật, không có lừa em đấy chứ. Trương Thanh Thủy dứt khoát hất Trương Mộ Cổ ra, trả lời, chị lừa em làm gì, nhà họ Trương chúng ta cũng không thiếu tiền, nhà giàu số 1 ở Phụng Dương Thành. Mặc dù không thể sánh với các thế lực giàu có hống hách khác, nhưng tài sản 10 tỷ thì vẫn có, mấy chục triệu có tính là gì. Mẹ kiếp! Trương Mộ Cổ nghe nói như vậy, sắc mặt nhất thời tối sầm lại, nghiến răng nghiến lợi nói, không công bằng, thật không công bằng, ông nội thiên vị quá. Lúc em qua đó thì ông nội nói với em, nhà họ Trương không am hiểu kinh doanh, trong nhà không có bao nhiêu tiền, 2.000 đồng này cho em là ông nội đã phải tiết kiệm tận mấy năm, dặn dò em nhất định không được tiêu xài hoang phí, bảo em dùng tiền vào những cần thiết. Trương Mộ Cổ cắn răng nói, thì ra ông nội đang gạt em. Thật không công bằng, tốt xấu gì em cũng là con cháu đời thứ 9 của nhà họ Trương, là cháu ruột của ông nội, vậy mà ông nội lại đối xử với em như thế, em không phục. Bốp! Trương Thanh Thủy giơ tay lên hung hăng đánh vào ót Trương Mộ Cổ một cái, sau đó nói, đàng hoàng một chút cho chị, lẩm bẩm cái gì, em không phục ông nội, bộ em muốn chống đối ư. Em! Trương Mộ Cổ lập tức cúi đầu, không nói lời nào. Ông nội làm như vậy cũng đúng, em là ông chủ tương lai của nhà họ Trương, chắc chắn không thể ăn xài phung phí, bằng không cho dù có là tài sản bạc triệu đi nữa thì em cũng chẳng giữ được. Trong lòng Trương Thanh Thủy cũng cảm thấy ông nội quá đáng, cho nên không tiếp tục đề tài này nữa. Cho 2.000 đồng. Như thế cũng ít thật đấy, tốt xấu gì cũng cho 2 vạn thì còn thích hợp. Bây giờ làm sao mới được đây, mặc dù Đồng Đồng không nói. Nhưng có thể ấn tượng của em đối với chị đã giảm đi rất nhiều. Lúc này, Trương Mộ Cổ có chút uể oải, anh ấy nhìn vào Tô Thương, vội vàng nói, Tô đại thiếu gia, anh em tốt, lần này anh nhất định phải giúp tôi thật lòng thích Đồng Đồng. Ha ha, đừng lo lắng. Tô Thương khẽ cười nói, anh lo lắng quá rồi, Đồng Đồng đối với anh có ấn tượng rất tốt. Vừa nãy lúc Kỳ Kỳ chửi bới anh, cô ấy còn ở bên cạnh giải thích giúp anh. Nói rằng có thể do cậu có điều khó khăn, cũng không phải vì xem thường nên mới mời ăn lẩu vị cay 6 đồng. Thật sao, ha ha ha, Đồng Đồng thật tốt, lại còn tâm lý, không hổ là cô gái mà tôi nhìn chúng. Trương Mộ Cổ vui vẻ tưởng tượng nói, nếu như có thể cưới cô ấy về nhà tôi nhất định sẽ chấp nhận cô ấy. Bốp, Trương Thanh Thủy giơ tay lên tát anh ấy một cái, sau đó dội nước lạnh nói, đừng có vui mừng sớm như vậy. Đây là thẻ của chị,
buổi tối người ta chỉ ăn lẩu vị cay 6 đồng, chắc chắn là còn đói bụng, mau ra ngoài mua chút đồ ăn đưa lên lầu 2 đi. Nói xong, Trương Thanh Thủy lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, ném cho Trương Mộ Cổ. Ha ha, cảm ơn chị. Trương Mộ Cổ nhận lấy thẻ ngân hàng, vô cùng vui vẻ, thế nhưng sau đó đã lập tức chán nản nói, nhưng mà lúc nãy Kỳ Kỳ nói không cho em lên lầu 2. Cái đứa đầu gỗ này. Trương Thanh Thủy không chút nể tình, giơ tay lên tát cho anh ấy một cái, sau đó nói, không phải lúc nãy Phi Tuyên nói rồi sao, Kỳ Kỳ là một người yêu thích ăn uống, em đưa đồ ăn ngon để ở cửa, chắc chắn em ấy sẽ rất vui vẻ. Mà Kỳ Kỳ vui vẻ, đương nhiên sẽ không ngăn cản em với Đồng Đồng gặp nhau. À em hiểu rồi, vậy bây giờ em đi mua đồ đây. Tô đại thiếu gia, chị dâu Phi Tuyên, tôi đi trước nhé. Trương Mộ Cổ không thèm để ý đến việc chị gái đánh mình, sau khi nói lời chào tạm biệt thì vội vã biến mất trong bóng đêm. Cái tên nhóc này, chết tiệt, những lời linh tinh thì học hay lắm, còn đầu óc thì vẫn đần độn như vậy. Trương Thanh Thủy nhìn không được la mắng nói, vừa rồi tớ thấy Đồng Đồng thật sự có cảm tình với nó, tớ nghi ngờ không biết có phải Đồng Đồng ngốc rồi hay không, sao có thể có cảm tình với kiểu người như thế, thật sự là không thể nào tưởng tượng nổi. Phụt. Lý Nguyệt cười ra tiếng, sau đó nói, ca ca, sao có thể nói em trai ruột của mình như vậy, được, mỗi người đều có một sở thích khác nhau. Cậu không thích, nhưng Đồng Đồng người ta thì thích như vậy, chuyện tình cảm đâu ai nói trước được gì. Cũng đúng, mỗi người đều có một sở thích khác nhau. Trương Thanh Thủy cười cười nói, Đồng Đồng quả thật là một cô gái tốt, thật sự là hời cho tên nhóc này. Trương thiếu gia cũng rất tốt mà, ca ca. Cậu đừng chê bai em trai của cậu nữa. Lý Nguyệt mỉm cười nói, đúng rồi, ca ca, vừa nãy cậu nói không thích kiểu người như em trai cậu, vậy cậu thích kiểu người như thế nào, tớ có thể giới thiệu bạn trai cho cậu. Thiếu chút nữa quên mất, tớ nhớ lúc trước cậu đã nói là cậu thích kiểu người kinh doanh tuổi trẻ tài cao, tổng tài dịu dàng trong tiểu thuyết. Lý Nguyệt cười nói, vừa hay tớ có biết mấy tổng giám đốc cũng rất tốt, không bằng để tớ giới thiệu cậu cho bọn họ nhé. Không được. Trương Thanh Thủy vội vàng lắc đầu từ chối, đó là tiêu chuẩn chọn bạn đời của Trương Ngu Ca, bây giờ trí nhớ của tớ đã khôi phục, tớ là Trương Thanh Thủy. Tớ không thích tổng tài gì đâu, tớ thích cao thủ võ thuật, khí phách vô song, tài giỏi hơn hàng vạn người, tung hoành cả một thời đại. Lúc nói lời này, Trương Thanh Thủy như có như không nhìn Tô Thương một cái, vẻ mặt tràn ngập ngưỡng mộ. Thế hả? Lý Nguyệt khẽ cười nói, vậy thì thôi vậy. Tớ không quen biết người ở tầng lớp đó. Nhưng mà đừng lo lắng, chờ sau này tớ trở nên mạnh mẽ, quen biết với những cao thủ như vậy thì tớ sẽ giới thiệu cho cậu trước tiên. Không, cậu có quen mà. Chính là Tô Thương đấy. Trương Thanh Thủy lại nhìn Tô Thương, nhưng không nói ra lời trong lòng. Vợ à, nếu như em quen biết cao thủ châu bò như vậy, có khi nào em sẽ vứt bỏ anh không? Tô Thương sờ sờ sống mũi, vô cùng đáng thương nói. Đương nhiên thế rồi. Lý Nguyệt nói đùa, cho nên Tô Thương, bây giờ tốt nhất là anh đối xử với em tốt một chút, bằng không chờ đến lúc em lớn mạnh rồi, em sẽ không cần anh nữa. Vợ à, em thật nhẫn tâm, không được, đêm nay anh phải nghiêm túc trừng phạt em mới được. Tô Thương nói xong, lập tức đi tới muốn ôm lấy Lý Nguyệt. Anh nằm mơ, không lẽ anh quên mất em không thể ăn cay, gần đây thân thể bất tiện sao? Với lại, mấy ngày nay em cảm giác mình sắp đột phá, cho nên anh đừng quấy rầy em tu luyện, em muốn đột phá đến cảnh giới võ thánh, mau chóng đi làm quen với cao thủ đẹp trai mạnh hơn. Lý Nguyệt đẩy Tô Thương ra, bĩu môi, sau đó qua lại trên lầu tu luyện. Thế nhưng, cái gọi là tìm cao thủ đẹp trai chỉ là nói giỡn mà thôi, chuyện xảy ra ngày hôm nay đã khiến cho cô sâu sắc nhận ra bản thân thân mình kém cỏi. Lý Nguyệt muốn cố gắng tu luyện, mau chóng đột phá. Như vậy mới có thực lực bảo vệ được Tô Thương, bảo vệ người nhà mình. Đương nhiên, thân thể bất tiện cũng là thật, cũng không thể để Tô Thương chiến đấu đẫm máu được. Tô Thương nhìn theo vợ mình rời đi, anh không đuổi theo, bởi vì quả thật bất tiện mà. Ngoài ra, Tô Thương còn phải làm một việc quan trọng. Lần này sau khi xuất quan, anh không có tin tức của chị gái, cha và ông nội cũng mất liên lạc với chị gái. Bây giờ cách linh khí thức tỉnh còn có 1-2 ngày, anh phải ra tay, tính toán đi tìm chị gái.
Vừa rồi nhìn thấy tương tác của hai chị em Trương Thanh Thủy và Trương Mộ Cổ, đã khiến cho Tô Thương vô cùng xúc động, làm cho anh càng thêm nhớ thương chị gái mình. Bởi vậy, Tô Thương định đêm nay sẽ đến thành phố, tìm Long Hành Thiên để tìm hiểu chút tình hình, nhất định phải biết được tung tích của chị gái. Một ngày không gặp được chị gái, lòng Tô Thương càng không thả lỏng được. Cho tới nay, chị Tô Dực Cân vẫn luôn đối xử với Tô Thương cực kỳ cưng chiều, thậm chí anh cảm thấy trước khi nhớ lại mọi chuyện, hình như đều là nhờ Tô Dực Cân chăm sóc anh. Bây giờ, sống chết của Tô Dực Cân còn chưa biết, không biết tung tích ở đâu, Tô Thương làm sao có thể yên tâm được chứ? Nếu không phải sau khi xuất quan, có quá nhiều chuyện để làm, Tô Thương đã sớm qua thành phố tìm hiểu tình hình rồi. Có điều, trước khi đi thành phố, có lẽ có thể đi đến chợ đen Cửu Môn hỏi một chút, chợ đen Cửu Môn thế lực trải rộng khắp thiên hạ, nói không chừng có tin tức của chị gái. Còn nữa, nên đi Sơn Trang Y Vân một chuyến, tìm bọn người Hoa Thời Mạc và Trương Trọng Ngu. Mạng lưới quan hệ của Dược Vương Điện cũng không thể khinh thường, chắc có thể tra được một số dấu vết để lại. Tô thiếu gia. Đúng lúc này, Trương Thanh Thủy bên cạnh vừa cười vừa nói, cậu đối với Lý Nguyệt thật tốt, khiến người ta ngưỡng mộ đó nha. Tô Thương lấy lại tinh thần, đón nhận ánh mắt của Trương Thanh Thủy, khẽ cười nói, nếu như cô gặp được một người cô thực sự thích, có lẽ người đó đối với cô, so với tôi đối với Lý Nguyệt còn tốt hơn đó. Không có khả năng đó đâu. Trương Thanh Thủy lắc lắc đầu nói, mặc dù tôi không tiếp xúc với đàn ông trên danh nghĩa yêu đương, có điều tôi đã thấy nhiều tình yêu đôi lứa rồi, có rất ít người đàn ông có thể giống như Tô thiếu gia đây, đối với cô gái của mình cực kỳ bảo vệ, chăm sóc quan tâm đến cảm xúc cô gái của mình, thậm chí không tiếc diễn kịch, chủ yếu chỉ để được cô gái của mình được vui vẻ. Tất nhiên, một số người đàn ông không có bản lĩnh, vẫn có thể làm được những điều này, nhưng những người đàn ông không có bản lĩnh đó, sao được gọi là đàn ông được chứ? Trương Thanh Thủy nói tiếp, mà những người đàn ông có bản lĩnh, cũng sẽ không giống như cậu, cậu là người có võ công cái thế, nhưng vẫn luôn duy trì tư thái này, thật sự khó có được, cho nên tôi rất hâm mộ Lý Nguyệt. Ha ha, chị Thanh Thủy quá khen rồi, tôi tin tưởng chị nhất định có thể gặp được Bạch Mã Hoàng tử trong lòng mình. Tô Thương cười cười, sau đó hỏi, đúng rồi, chị Thanh Thủy, chị có người thích chưa? Trước kia thì không, có điều, bây giờ thì có rồi. Ánh mắt Trương Thanh Thủy nhìn vào Tô Thương, một đôi mắt đẹp đầy ẩn ý đưa tình, đối với Tô Thương không còn che giấu chút yêu thương nào. Trước kia không có. Bây giờ thì có rồi. Lại thêm cái này biểu cảm này nữa. Tô Thương lại không phải người ngu, tất nhiên nhìn rõ ràng. Khụ, cái đó, chị Thanh Thủy, tôi có chút chuyện phải đi rồi, tôi phải ra ngoài một chuyến. Lý Nguyệt đi tu luyện rồi. Tôi sẽ không quấy rầy cô ấy nữa, chờ ngày mai chị nhìn thấy cô ấy, phiền chị nói với cô ấy một tiếng giúp tôi làm xong chuyện thì sẽ trở về ngay. Tô Thương nói xong một câu, sau đó hình dáng lấp lóe, vội vàng rời khỏi trang viên nhà họ Tô. Ai ya! Tô Thương sau khi rời đi, Trương Thanh Thủy nhìn theo hướng anh ấy rời khỏi, thất vọng thở dài một hơi. Cô ấy đã nhìn ra, Tô Thương thế này là đang từ chối mình. Không có chút nào dây dưa dài dòng nào. Chỉ có điều. Trương Thanh Thủy cũng không biết, Tô Thương rốt cuộc là vì không thích mình mới từ chối, hay là không muốn có lỗi với Lý Nguyệt. Nhìn lại nhan sắc của mình, cũng không tính là kém, thậm chí có thể nói là nghiêng nước nghiêng thành mà, nếu như so với Lý Nguyệt, cũng không kém bao nhiêu, chắc chắn là có rất ít người đàn ông nhìn thấy mình mà không động lòng chứ nhỉ. Mình cùng Lý Nguyệt quen biết nhau cũng hơn 2 năm rồi, Lý Nguyệt đối với mình tốt như vậy, vậy mà mình lại nhớ thương người đàn ông của cô ấy, suy nghĩ kỹ lại, mình thật sự không biết xấu hổ mà. Trương Thanh Thủy tự lẩm bẩm, lộ ra một nụ cười khổ, nhưng mà người đàn ông tốt cực kỳ khó có được, Tô Thương là người đàn ông ưu tú như vậy, gần như không còn tồn tại, nếu như bỏ qua, vậy thì thật sự sẽ tiếc nuối cả đời đó. Nếu như Tô Thương đối với mình không có cảm giác gì, thế thì cũng không tiếp tục nữa, mình tất nhiên sẽ không dây dưa đến cùng, như thế không có chút ý nghĩa nào. Nhưng Tô Thương lại có thiện cảm với mình, dù chỉ là một chút, mình cũng muốn tranh thủ, cho dù như thế thì có lỗi với Lý Nguyệt, nhưng mình không muốn tiếc nuối cả đời.
Trương Thanh Thủy ánh mắt kiên định nói, nếu Tô Thương coi trọng mình, cho dù là làm vợ bé, dù là không có con danh phận, mình cũng nguyện ý bên cạnh cậu ấy, phụng dưỡng cậu ấy. Thà làm nuôi phượng, chứ nhất định không làm đầu gà, đây là phương châm tìm chồng của Trương Thanh Thủy mình. Tô Thương, cứ chờ đó đi, sớm muộn cũng có một ngày, tôi khiến cậu trở thành người đàn ông của tôi. Trương Thanh Thủy thầm nghĩ trong lòng, sau đó liền lên lầu tu luyện. Hôm nay cô vừa khôi phục trí nhớ, được sự giúp đỡ của Tô Thương, lại là một bước tiến thẳng vào cảnh giới võ tôn đỉnh phong. Trương Thanh Thủy vô cùng cấp bách ngồi xuống tu luyện, ổn định một chút cảnh giới của mình. Còn về Tô Thương, nhìn ra được Trương Thanh Thủy có ý với mình, nhưng mình không trả lời, thì đã coi như là từ chối rồi. Sau khi rời khỏi nhà họ Tô, Tô Thương không dừng lại, mà đi thẳng đến chợ đen Cửu Môn. Chấm chấm chấm. Sao 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 chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Tam Linh 247. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là tamlins247.vn. Vui lòng đọc tại app Tam Linh 247 để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Không bao lâu sau. Chợ đen Cửu Môn. Bây giờ, thân phận của Tô Thương cả thiên hạ đều biết. Anh cũng không cần thiết dịch dung thành hình dạng Tô Huyền Thiên nữa, nhanh chân đi vào chợ đen Cửu Môn. Cậu chủ! Cậu chủ! Bảo vệ bên ngoài chợ đen Cửu Môn là Lưu Huy cùng Vương Trại, nhìn thấy Tô Thương cực kỳ kích động, ồn ào quỳ xuống đất, cung kính hành lễ với Tô Thương. Đứng lên đi! Tô Thương hơi hơi đưa tay, giọng điệu bình thản nói ra, hôm nay tôi tới, chủ yếu là muốn thăm dò một tin, về phía sau phòng nói đi. Vâng. Lưu Huy cùng Vương Trại cung kính đồng ý, sau đó liền đi lên trước dẫn đường, dẫn Tô Thương đến mật thất của chợ đen Cửu Môn. Cậu chủ. Sau khi đi vào mật thất, Lưu Huy hưng phấn nói, chuyện của cậu ở núi Cửu Phong, chúng tôi đều nghe nói, cậu chủ lấy phong thái vô địch, nghiền ép cường giả ngoại vực, uy danh khắp thiên hạ, khiến cho người kính nể. Đúng vậy đó, cậu chủ quá mạnh rồi, mới biến mất nửa năm. Không lên tiếng thì thôi chứ nếu gáy một tiếng thì ai nấy đều kinh ngạc đó nha. Vương Trại nói phụ họa. Được rồi, những chuyện này tạm thời không nói đến cũng được. Tô Thương nhìn về phía hai người, sau đó đi thẳng vào chủ đề nói, tôi muốn dùng mạng lưới tin tức của chợ đen Cửu Môn, tra một chút tin tức về chị gái Tô Dực Cân của tôi. Vâng. Lưu Huy cung kính nói ra, thuộc hạ đi tìm hiểu chuyện này ngay, trong vòng 10 phút là có kết quả. Tốt. Tô Thương gật đầu nói, làm phiền cậu rồi, tôi sẽ không để cho các cậu làm việc không công đâu. Cậu và Vương Trại, tiến bộ rất lớn, sau khi giới luyện võ biến đổi, đã đặt chân đến bán thần tông rồi, rất tốt. Toàn nhờ cậu chủ vun trồng, nếu không thì với tư chất của hai người chúng tôi, căn bản không có khả năng có được thành tựu hiện tại. Lưu Huy cùng Vương Trại được khen thưởng mà lo sợ. Ha ha, các cậu đi thăm dò trước đi. Sau đó tôi còn muốn tiếp tục vun trồng đây, giúp các cậu đặt chân đến thần tông đỉnh phong. Tô Thương vừa cười vừa nói. Cái này, cảm ơn cậu chủ. Lưu Huy cùng Vương Trại cung kính gửi lời cảm ơn, sau đó khom người, lui ra khỏi mật thất, nghe ngóng tình hình của Tô Dực Cân. Mấy phút đồng hồ sau, Lưu Huy cùng Vương Trại xuất hiện tại mật thất thêm lần nữa, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Thế nào rồi? Tô Thương nhíu mày hỏi. Cậu chủ. Lưu Huy không dám nhìn vào mắt Tô Thương, sau khi do dự vài giây, cuối cùng lấy dũng khí nói ra, anh phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, chị của anh. Nói. Tô Thương trầm giọng nói, chị của tôi thế nào? Chấm hỏi. Thưa cậu chủ. Dương Trại bên cạnh cúi đầu xuống, thận trọng nói ra, dựa vào tin tức mà chúng tôi tra được chiến thần Tô Dực Cân, chị ấy. Chị ấy mất tích rồi, nơi xuất hiện lần cuối cùng của cô ấy, là Vân Cương. Đúng thế. Lưu Huy nói bổ sung, chợ đen Cửu Môn ở bên kia Vân Cương truyền đến tin tức, hai tháng gần đây, có rất nhiều cô gái ở lân cận những ngọn núi lớn vùng Vân Cương không hiểu vì sao mà mất tích. Có lúc những cô gái được tìm thấy, chỉ còn lại xương cốt thôi, cũng có một số không phải cái xác hoàn chỉnh, chị của anh mất tích ở gần vùng Vân Cương, chỉ sợ. Cái gì? Vân Cương, mất tích.
Tô Thương nghe được những lời Lưu Huy nói, liền vội đứng lên, ánh mắt lạnh lùng khác thường. Vân Cương rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, vì sao lại có người vô cớ mất tích? Tô Thương nhíu mày hỏi thăm. Thuộc hạ không biết. Trên cơ thể Tô Thương phát ra khí tức, thật sự là quá kinh khủng, Lưu Huy bị dọa đến bịch quỳ xuống đất, thận trọng trả lời, vừa rồi thuộc hạ hỏi thăm đồng nghiệp ở Vân Cương, bọn họ cũng không biết. Hơn nữa, bọn họ còn nói, từng có người đi Vân Cương trong núi lớn xem xét tình hình, kết quả cũng mất tích bí ẩn, bặt vô âm tín. Lưu Huy nói tiếp, căn cứ vào tình báo bên kia báo lại, có lẽ Hoàng thượng Long Hành Thiên sẽ biết một số tin tức, bởi vì chính là Long Hành Thiên điều động chiến thần Dực Cân qua Vân Cương, cụ thể xảy ra chuyện gì, e rằng chỉ có Long Hành Thiên mới biết rõ được. Long Hành Thiên. Tô Thương cau mày, trong mắt tràn đầy sát ý, nếu như chị mình thật sự chuyện gì không hay xảy ra, Long Hành Thiên chắc chắn phải chết, ai cũng cứu không được anh ta. Vị trí của Vân Cương, tại thành phố Dĩ Nam, từ Giang Bắc xuất phát, vừa vặn hội sẽ đi qua thành phố. Nếu đã như vậy, vậy trước tiên đi gặp Long Hành Thiên một lần, hừ, nếu như chị mình mất tích, có liên quan đến anh ta, mình chắc chắn sẽ tiêu diệt hoàng triều của anh ta. Tô Thương mặt trầm như nước, ngay sau đó ánh mắt nhìn vào Lưu Huy cùng Vương Trại, thản nhiên nói, hai người các cậu, đứng lên đi. Lưu Huy cùng Vương Trại nhận được mệnh lệnh của Tô Thương, lúc này mới thận trọng đứng dậy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ngay sau đó, Tô Thương vung tay lên, hai luồng năng lượng cường đại, trong khoảnh khắc liền tiến nhập vào cơ thể Lưu Huy cùng Vương Trại. Bây giờ Tô Thương, thực lực cường đại, sau khi để năng lượng đánh vào trong cơ thể hai người họ liền giúp bọn họ luyện hóa. Chỉ vài phút mà thôi, Lưu Huy cùng Vương Trại cùng nhau đột phá, tất cả đều đặt chân đến cảnh giới thần tông đỉnh phong, tiến thêm một bước, cũng là lục địa võ thần. Cảm ơn cậu chủ. Lưu Huy cùng Vương Trại, mừng rỡ như điên, kích động hai tay chắp tay nói lời cảm ơn. Tô Thương nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, thời gian cấp bách, tôi cũng không nói nhảm nữa, Lưu Huy, chuẩn bị máy bay trực thăng, đưa tôi qua thành phố, ta muốn đi gặp Long Hành Thiên, hỏi rõ chuyện này. Còn về Vương Trại, ở lại nơi này đi, nếu xảy ra chuyện gì, trước tiên báo cho tôi biết. Vâng. Lưu Huy cùng Vương Trại cung kính đáp ứng. Tôi đi ra ngoài trước một chút, sẽ nhanh trở về thôi, cậu khởi động máy bay trực thăng, chuẩn bị tốt mọi thứ trước đã. Sau khi nói một câu, hình bóng Tô Thương lấp lóe, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Lưu Huy cùng Vương Trại. Cung tiễn cậu chủ. Lưu Huy cùng Vương Trại cúi đầu chắp tay, sau khi Tô Thương rời đi thật lâu, hai người mới dám ngẩng đầu. Chấm chấm chấm. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Thương đi tới Sơ Trang Y Vân. Đông đảo thầy thuốc tại Dược Phương Điện, sau khi đại hội thầy thuốc thúc, cũng không có vội trở về khu vực của chính mình. Bọn họ hầu như đều ở lại, đi theo Hoa Thời Mạc học tập cửu chuyển hồi xuân châm, đồng thời học hỏi trao đổi lẫn nhau kinh nghiệm y đạo. Sau đó, giới luyện võ mở ra biến đổi, thiên hạ đại loạn, rất nhiều người luyện võ đạt được cơ duyên, đột nhiên cường đại, bên ngoài tác loạn thành một đám. Thế là, Trương Trọng Ngu liền quyết định giang tay bao bọc mọi người, vì thế đông đảo thầy thuốc đến nay vẫn chưa hề rời đi, toàn bộ đều ở lại Sơn Trang Y Vân. Trong căn phòng đông đảo tại Sơn Trang Y Vân gian phòng, có đầy đủ mấy trăm thầy thuốc cùng nhau nghiên cứu y đạo, học tập cửu chuyển hồi xuân châm, vui mừng mãn nguyện. Bởi vì những thầy thuốc này, phần lớn đã có tuổi, rất nhiều người đều tóc trắng xóa, cũng có người chống gậy khom lưng, khiến cho Sơn Trang Y Vân như là viện dưỡng lão. Giờ này phút này, đã là đêm khuya. Thầy thuốc ở Dược Phương Điện, gần như đều đã ngủ say rồi. Tô Thương đi vào một cái đình nghỉ ngơi, ngồi xuống, đồng thời âm thầm dùng linh hồn truyền âm cho Trương Trọng Ngu. Rất nhanh, lão già nhưng tráng kiệt Trương Trọng Ngu, liền xuất hiện tại trước mặt Tô Thương. Bái kiến điện chủ. Trương Trọng Ngu chắp hai tay lại, mặt hướng về Tô Thương, quỳ một chân xuống đất, trong mắt tràn đầy cung kính. Đứng lên đi. Tô Thương gật gật đầu, hơi hơi đưa tay. Cảm ơn điện chủ. Trương Trọng Ngu chậm rãi đứng dậy, hưng phấn nói, điện chủ, hậu nhân nhà họ Tô trong truyền thuyết tại núi Cửu Phong đại sát tứ phương, là cậu sao?
Ngoại trừ tôi ra, còn có ai dám tự xưng là hậu nhân nhà họ Tô không? Tô Thương khẽ cười nói. Ha ha, tôi biết là cậu rồi, điện chủ, cậu xử lý thật hoàn hảo. Trương Trọng Ngu kích động nói. Bất nịnh đi nha, tình hình gần đây của Dược Vương Điện thế nào rồi? Tô Thương hỏi thăm, kết quả chợt phát hiện ra cảnh giới của Trương Trọng Ngu, nhất thời kinh ngạc nói cảnh giới của ông. Bán võ thánh, ông đặt chân đến bước võ thánh rồi hả? Đúng vậy, con mắt của điện chủ thật tốt. Trương Trọng Ngu nói thật, tôi đã sống vô số năm, lại ở Dược Vương Điện, cả đời phục dụng quá nhiều dược tài, cơ thể tích lũy khác hẳn với người thường. Chỉ có điều, tôi vẫn luôn không có cửa để bước ra, sau khi giới luyện võ biến đổi, tôi như là khai mở cảnh cửa của chính mình, cảnh giới lên như trẻ tre, 2 tháng trước cũng đã đặt chân đến bán võ thánh rồi. Sao chuyện được nhóm Dịch đăng độc quyền trên app Tam Linh 247. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là tamlins247.vn. Vui lòng đọc tại app Tam Linh 247 để ủng hộ công sức của nhóm Dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Trương Trọng Ngu vuốt vuốt sợi râu, nói tiếp, bây giờ, tôi bất kỳ lúc nào cũng có thể lấy đặt chân đến cảnh giới võ thánh chân chính, chỉ là tôi không muốn nóng vội mà thôi. Vì thế nên mới từ từ đột phá tiếp. Rất được đó nha. Tô Thương hài lòng gật đầu, vội nói tiếp, tư chất của ông rất tốt, tích lũy sử dụng lâu dài, đoán chừng sau khi đặt chân đến cảnh giới võ thánh, thì việc đặt chân đến cảnh giới võ thần không phải là việc khó. Điện chủ phán đoán không sai, tôi cũng có loại cảm giác này. Trương Trọng Ngu gật gật đầu, sau đó cười nói, nhưng so với điện chủ, còn kém xa tít tắp. Vũ Thánh chỉ cùng lắm có thể so với Nguyên Anh, tôi còn không phải Võ Thánh, cậu chủ đã có thể gạt bỏ được Nguyên Anh đỉnh phong rồi. Chờ lúc tôi đặt chân Võ Thần, điện chủ chẳng phải là có thể giết cao thủ độ kiếp bên trên Hóa Thần rồi sao? Trương Trọng Ngu nịnh bợ nói. Tô Thương bây giờ đang rất lo lắng đến chị gái mình, vô tình nghe thấy người khác nịnh bợ, liền trực tiếp hỏi, Trương Trọng Ngu, thầy thuốc ở Dược Vương Điện thầy thuốc, có hay không Vân Cương? Có thể hay không giúp ta hỏi thăm một chút, trong núi lớn ở Vân Cương, có cái gì quỷ dị hay sao? Điện chủ muốn hỏi, có phải là chuyện có người vô cớ mất tích ở ngọn núi nổi tiếng gần Vân Cương phải không? Trương Trọng Ngu dừng một chút, dò hỏi. Đúng. Tô Thương nhíu mày nói, sao ông biết, chẳng lẽ ngươi nghe nói qua sự kiện kia? Trương Trọng Ngu nói thật, chuyện này động tĩnh ồn ào rất lớn. Dược Vương Điện có 2 thầy thuốc, cũng là người địa phương Vân Cương, cũng vì hiếu kỳ mà 2 người đó từ khi trở về Vân Cương đến nay, kết quả đến nay chưa quay lại. Tôi sai người hỏi thăm một chút, hình như có liên quan trực tiếp đến đương kim Hoàng thượng Long Hành Thiên, bởi vì Long Hành Thiên gom rất nhiều đá năng lượng cùng dược tài, đưa đến núi lớn Vân Cương. Trương Trọng Ngu nói ra suy đoán của chính mình, trong núi lớn này, hình như có cao thủ tồn tại, mà không phải là cao thủ thực sự. Căn cứ vào suy đoán của tôi, có lẽ người dẫn đầu là tu luyện tà pháp. Long Hành Thiên cùng cái người tu luyện tà pháp kia, tất nhiên có liên quan với nhau, nếu không sẽ không đưa tặng tư nguyên như thế. Trương Trọng Ngô tiếp tục nói, bây giờ núi lớn Vân Cương đã bị liệt là cấm địa, có binh lính chấn giữ, người bình thường không có cách nào tiến vào, nếu như có một số người luyện võ hay người tu chân nào không nghe lệnh mà tiến vào tìm hiểu, kết quả đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều mai danh ẩn tích, có ít hài cốt của người còn được đưa đến dưới chân núi lớn. Điện chủ, cậu nghe ngóng chuyện này để làm gì vậy? Bỗng nhiên, Trương Trọng Ngu tò mò hỏi. Chị gái Tê Dực Cân của tôi mất tích rồi, trước khi mất tính thì chị ấy đang ở gần Vân Cương. Tô Thương mặt trầm như nước nói trong mắt tràn ngập sát ý, không khí xung quanh giường như ngưng động lại, anh lạnh lùng nói, tà tu phải không, he he. Tôi ngược lại muốn xem nó là bao nhiêu. Vừa dứt lời, Tô Thương liền xoay người muốn rời đi. Điện chủ. Lúc này, Trương Trọng Ngu vội vàng nói, có cần tôi đi cùng cậu một chuyến không? Hơn 200 năm trước, tôi ở Đại Sơn Vân Cương ẩn cư một thời gian nên cũng quen thuộc với nơi đó. Đại Sơn Vân Cương thế núi hiểm trở, nhưng điều khiến người ta kiêng dè nhất thì chính là những độc vật bên trong núi, rất khó để phòng bị. Tôi đi với cậu cũng có thể chăm sóc tốt lẫn nhau. Trương Trọng Ngu đề nghị nói. Cũng tốt, vậy thì ông đi cùng đi. Tô Thương gật đầu sau đó dẫn đầu rời đi trước.
Về phần Trương Trọng Ngu, thì theo sát phía sau, cùng rời khỏi Sơn Trang Y Vân. Tô Thường cũng không đi ngay tới chợ đen Cửu Môn nơi Đỗ Trực Thăng mà đi tìm Quách Ý và Nam Cung Ngự. Kính chào cậu chủ. Kính chào cậu chủ. Quách Ý và Nam Cung Ngự sau khi nhìn thấy Tô Thương thì lập tức chắp tay lại, quỳ một chân xuống đất. Trong đó, Nam Cung Ngự lúc trước bị Bạch Khởi xóa hết trí nhớ, lâm vào trạng thái hôn mê, nhưng bây giờ đã tỉnh lại rồi. Tô Thương gật đầu nói, tôi phải đi đến Vân Cương một chuyến, hai người cứ ở lại Giang Bắc, nhiệm vụ của hai người là bảo vệ Lý Nguyệt, có chuyện gì thì lập tức báo ngay cho tôi biết. Vâng. Quách Hí và Nam Cung Ngự nhao nhao gật đầu đáp lại, vô cùng tôn kính Tô Thương, hoàn toàn không hỏi Tô Thương đi làm gì. Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện thì Tô Thương dẫn theo Trương Trọng Ngu rời khỏi Lạc Hà Sơn. Trương Trọng Ngu sau khi nhìn thấy Quách Hí và Nam Cung Ngự xong thì trong lòng càng thêm cung kính Tô Thương. Bởi vì ông ấy nhìn ra được, mặc kệ là Quách Hí hay là Nam Cung Ngự thì hai người đó thực lực đều cao hơn ông ấy rất nhiều, ít nhất cũng là cấp bậc võ thánh. Nếu là hệ thống tu chân thì hai người đó đều là cảnh giới Nguyên Anh. Chỉ là hai thuộc hạ ngẫu nhiên thôi mà đã là cảnh giới Nguyên Anh rồi, điện chủ bây giờ rốt cuộc là mạnh như nào chứ? Bây giờ, Trương Trọng Ngu cảm thấy vô cùng may mắn vì chính mình lúc trước đã lựa chọn lôi kéo Tô Thương, để Tô Thương làm điện chủ của Dược Vương Điện. Nếu như ngày ấy, ông ấy nhất thời nóng giận, gây ra chuyện gì bất lợi cho Tô Thương, thì chỉ sợ Dược Vương Điện sớm đã không còn tồn tại rồi, bản thân mình cũng không thể có được thực lực như hiện nay. Có lúc, sự lựa chọn còn lớn hơn sự nỗ lực nữa. Sau khi rời khỏi Lạc Hà Sơn, Tô Thương không hề dừng lại, trực tiếp mang theo Trương Trọng Ngu trở lại chợ đen Cửu Môn. Giờ này phút này, Lưu Huy đã chuẩn bị xong trực thăng rồi, điều này gây chú ý đến không ít người. FCK Người đó là, hậu nhân nhà họ Tô, Tô Thương. Trời ạ, hậu nhân nhà họ Tô vậy mà đến Giang Bắc của chúng ta rồi, ha ha ha. Anh biết cái khỉ gì, Tô Thương hậu nhân nhà họ Tô vốn là người Giang Bắc, còn nhớ công tử bột của nhà họ Tô ở Giang Bắc không? Tô Đại Thiếu gia đó chính là hậu nhân của nhà họ Tô ở Giang Bắc cũng chính là nhà họ Tô ở Côn Luân kia. Thật hay giả vậy, công tử bột Tô Đại Thiếu gia, hậu nhân nhà họ Tô. Vậy mà lại là một người sao? Đương nhiên là thật rồi, nửa năm trước người ở núi Côn Luân tới đã đem phần lớn người nhà họ Tô đi rồi, bây giờ trang viên nhà họ Tô không còn một bóng người nữa. Như vậy xem ra, hình ảnh một Tô đại thiếu gia ăn chơi trác táng chỉ là giả vờ mà thôi, một người ẩn nhẫn mười mấy, hai chục năm như thế, sau cùng lại vì trái đất mà ra mặt, đè bẹp hết đám cao thủ ngoại vực, vĩ đại, quá vĩ đại rồi. Tôi có tội mà, trước kia tôi vậy mà khinh thường Tô đại thiếu gia, bây giờ nghĩ lại, tôi thật sự tội đáng chết vạn lần mà, thật xin lỗi, tôi dập đầu xin lỗi Tô đại thiếu gia một cái. Cuộc chiến ở núi Cửu Phong, Tô đại thiếu gia đánh rất hay, đánh cho đám cao thủ ngoại vực phách lối kia chạy mất dép, bảo vệ thế lực của trái đất, khiến cho ai nấy cũng đều kính nể. Muộn như vậy rồi mà Tô đại thiếu gia còn lấy trực thăng đi làm gì vậy? Chắc chắn là đi làm chuyện lớn rồi, anh tưởng Tô đại thiếu gia bây giờ còn trầm mê ở mấy quán ba cao cấp sao, cũng không thể lấy trực thăng đi đến mấy quán ba để vui vẻ chứ. Kính chào Tô đại thiếu gia. Kính chào Tô đại thiếu gia. Kính chào Tô đại thiếu gia. Người có thể tới chợ đen Cửu Môn đương nhiên chính là những người luyện võ xung quanh Giang Bắc rồi. Đương nhiên, trong đó cũng có một số ít người tu chân. Thập đại cổ tộc tái xuất, nửa năm này vì muốn lôi kéo người tài, mà thu nạp không ít đệ tử bên ngoài môn phái, bởi vậy trái đất có rất nhiều người tu chân thời kỳ luyện khí. Trong số họ cũng có người nhận ra Tô Thương. Những người luyện võ lúc trước ở chợ đen Cửu Môn, thực lực đều không cao, cảnh giới tông sư đã được coi như là một cao thủ mạnh rồi. Nhưng sau khi giới luyện võ cải biến thì thực lực của mọi người đã được nâng cao lên, khắp nơi đều có cao thủ tông sư. Thậm chí nó đã trở thành cấp bậc nhập môn luôn rồi. Trên cảnh giới tông sư là địa tông, cũng có không ít, thậm chí còn có người đã đạt tới cảnh giới thần tông. Giang Bắc nhỏ nhoi này đều xuất hiện cao thủ thần tông, bởi vậy có thể thấy, cải biến giới luyện võ mang đến sự thay đổi rất lớn cho giới luyện võ. Uống nước nhớ nguồn,
bởi vậy, những người này đối với Tô Thương đều rất cảm kích. Giờ này phút này, tiếng hô vang kính chào Tô Thương như núi kêu biển gầm. Tô Thương chỉ mỉm cười đáp lại, sau đó cùng với Trương Trọng Ngu bước vào trực thăng, dục Lưu Huy mau xuất phát. Vù vù vù. Lưu Huy đương nhiên không dám trái lời, lập tức lái trực thăng rời khỏi chợ đen Cửu Môn. Tô Thương đi rồi, rời khỏi Giang Bắc rồi, những tin tức này rất nhanh đã lan truyền khắp cả Giang Bắc. Giang Bắc hiện tại tụ tập vô số cao thủ mạnh, người luyện võ, người tu chân nhiều vô số kể. Không quá lời khi nói rằng hầu như tất cả những lão già ẩn nấp không lộ mặt trước đây đều đã đến Giang Bắc hết rồi. Bởi vì bọn họ biết, linh khí khôi phục là bắt đầu từ Giang Bắc, bọn họ muốn tiếp cận xem, có thể có được cơ duyên nào không. Những người tu chân, hay người luyện võ thực lực yếu thì vẫn thật không dám đến, chỉ có mấy lão già sống mấy trăm năm mới dám mò đến tìm hiểu thực hư. Chỉ là ngay lúc này mà Tô Thương rời khỏi Giang Bắc thật khiến bọn họ không nghĩ ra được nguyên nhân. Chẳng lẽ địa điểm linh khí khôi phục lại đã đổi rồi sao? Những người này không biết nhưng cũng không có ai dám tùy tiện rời khỏi Giang Bắc, mà lại lựa chọn ở lại Giang Bắc tiếp tục quan sát. Lúc này, ở một góc tối nào đó của Giang Bắc, ngày kia chính là lúc này thì linh khí bắt đầu khôi phục. Đến lúc đó thì ai cũng không ngăn cản được mình nuốt hết tài nguyên linh khí này. Một người đàn ông mặc áo đen lạnh lùng nói, ánh mắt tràn đầy nổi khát khao mãnh liệt. Nguồn tài nguyên linh khí. Trong vũ trụ bao la này có nhu cầu hành tinh, một vài hành tinh tồn tại một thời gian dài thì linh khí sẽ bị một số lớn người tu chân hấp thụ hết, không thể tái sinh được, sau đó sẽ xuất hiện hiện tượng linh khí khô kiệt. Nhưng vũ trụ bao la rất công bằng. Qua một thời gian ngắn lắng đọng lại thì hành tinh khô kiệt linh khí sẽ tự nhiên nghênh đón linh khí khôi phục lại. Trước mắt trái đất chính là đang trải nghiệm sự việc này, là do vũ trụ có phát sinh. Mỗi lần lúc linh khí khôi phục lại thì tác dụng vô cùng lớn, không khác gì một trò gian lận, có thể khiến cho người tu chân dựa vào tốc độ kinh người mà cấp tốc đột phá. Người mặc áo đen này đến từ ngoại vực, anh ta biết chuyện linh khí khôi phục lại, cho nên liền nhớ đến. Xích Hồng Nguyệt, Phong Khê thiếu gia, hai người là đồ tiện nhân, hủy đi cơ thể của tôi, hừ, món nợ này sớm muộn gì tôi cũng bắt hai người trả lại gấp trăm lần. Lúc này, người đàn ông mặc đồ đen nghiến răng nghiến lợi nói, đồng thời tháo cái nón trên đầu xuống, liền sau đó xuất hiện ngay một khuôn mặt vô cùng quen thuộc. Khuê Long, người đàn ông mặc áo đen này chính là Khuê Long, người mà mấy ngày trước bị Xích Hồng Nguyệt và Phong Khê thiếu gia liên thủ lại đánh bại. Lúc đó, Phong Khê thiếu gia lựa chọn cho nổ chùy tử kim, phối hợp cùng với Xích Hồng Nguyệt, đánh nát một nửa thân thể của Khuê Long. Khuê Long với tấm thân tàn ma dại, chật vật đào tẩu, tìm được một chỗ trốn, bế quan trị thương. Lần này đến trái đất, Khuê Long đã sớm có chuẩn bị một đường lui cho mình. Anh ta đã luyện hóa cơ thể của tiền bối trong tộc, thực lực vì thế đột nhiên tăng mạnh, vốn cho rằng có thể một bước đặt chân đến cảnh giới chuẩn tiên đế. Dù sao vị tiền bối kia của Khuê Long, trước khi chết đã đặt chân đến cảnh giới chuẩn tiên đế chân chính, thân thể của tiền bối là một chí bảo của Long tộc. Nhưng rất đáng tiếc, Khuê Long vì muốn kịp linh khí khôi phục, cho nên mới sớm xuất quan, cũng chưa kịp hoàn toàn tiêu hóa hết thân thể của tiền bối trong tộc. Nhưng dù cho như thế, cảnh giới của anh ta cũng vẫn được nâng cao lên như dự đoán, đã đạt được tới cảnh giới bán chuẩn tiên đế. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thì chỉ cần luyện hóa toàn bộ huyết nhục của tiền bối cảnh giới tiên đế kia, anh ta liền có thể đặt chân đến cảnh giới chuẩn tiên đế chân chính. Mấy ngày này, Khuê Long không chỉ có thực lực đột nhiên tăng mạnh, mà ngay cả thân thể cũng đã khôi phục lại, anh ta đã dùng đến thân thể cảnh giới tiên đế cho nên lực chiến đấu so cao thủ cảnh giới chuẩn tiên đế bình thường mạnh hơn nhiều. Dù là gặp được cao thủ cảnh giới tiên đế sơ kỳ chân chính thì Khuê Long cũng có sức đánh một trận. Theo như sự hiểu biết của Khuê Long thì trái đất căn bản không có cao thủ mạnh nào, bản thân mình là cảnh giới bán chuẩn tiên đế thôi, liền có thể vô địch tại trái đất rồi, có thể khống chế hết thảy trái đất này. Anh ta sở dĩ muốn cướp đoạt nguồn tài nguyên linh khí, chính là vì muốn chuẩn bị cho bản thân mình tấn cấp lên cảnh giới tiên đế. Có thân thể cảnh giới tiên đế làm nền tảng rồi, thì chuyện mình tấn cấp lên chuẩn tiên đế đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Khuê Long nhếch miệng lên. Tự tin nói,
nếu là mình lần nữa đạt được nguồn tài nguyên linh khí, đợi một thời gian, cũng có thể đặt chân lên cảnh giới tiên đế chân chính, hơn nữa thời gian cũng sẽ không quá lâu. Sức mạnh của nguồn tài nguyên linh khí quá cường đại, nó sau khi giúp mình đạt được cảnh giới tiên đế xong thì vẫn có thể giúp mình cấp tốc nâng cao hơn nữa. Khuê Long mỉm cười nói, chắc hẳn không bao lâu, thì mình có thể đạt tới cảnh giới tiên đế đỉnh phong, có thể sánh ngang với Viêm Long tiên đế. Ha ha ha, đến lúc đó, mình nhất định sẽ để cho Viêm Long tiên đế nhìn xem ai mới là niềm kiêu ngạo của Long tộc. Khuê Long hai con mắt híp lại, nghiến răng nghiến lợi nói, còn nữa, Viêm Long tiên đế chèn ép Long tộc bao lâu nay, món nợ này mình cũng sẽ tìm anh ta để thanh toán sạch. Chỉ cần cho mình thời gian, đừng nói là Viêm Long tiên đế, trong vũ trụ bao la này, đều không có người nào là đối thủ của mình, ha ha. Khuê Long cách vô cùng tự tin, sau đó tự lẩm bẩm, bây giờ cách ngày linh khí khôi phục còn có một chút thời gian, mình không thể bị bại lộ, tránh rắc rối. Tối ngày mốt, ngay lúc linh khí khôi phục thì mình không chỉ có muốn cướp đi nguồn tài nguyên linh khí, mà còn nhất định phải ngăn cản Viêm Long tiên đế đến trái đất. Khuê Long nói tiếp, bây giờ thực lực của mình là vô địch ở trái đất, nhưng đối với Viêm Long tiên đế mà nói, vẫn là quá nhỏ bé, trước khi mình lớn mạnh lên, tuyệt không thể để anh ta đến trái đất, kẻo lại hỏng chuyện tốt của mình. Sau khi hạ quyết tâm xong, Khuê Long mặc áo đen liền biến mất ở trong bóng đêm. Cùng lúc đó, ở vùng đất tổ tiên của nhà họ Tây, nơi đây bốn phía non xanh nước biếc, tiếng chim hót, tiếng côn trùng kêu giữa đêm, bầu trời đêm đầy sao, gió thổi vi vu, thật dễ chịu. Dưới chân một ngọn núi lớn xinh đẹp có một cái động sâu thẳm, cửa động rất nhỏ, nhưng sau khi tiến vào trong, lại là một khung cảnh khác biệt. Nơi này có một cái động phủ rất lớn, tầm mắt khoáng đạt, ngẩng đầu có thể nhìn thấy ánh trăng sáng và bầu trời đêm đầy sao. Bên trong động phủ, được trang trí vô cùng cổ kính. Ngay cả bàn ghế cũng đều được làm từ gỗ lim khắc đầy hoa văn. Ở giữa động phủ, lại có một ao nước, trong vắt thấy được tận đáy, có thể nhìn thấy rõ ràng mười mấy con cá đang bơi lội ở trong đó. Phía trên đầm nước, nổi lơ lửng một cái giường băng, tản ra một màn sương trắng, khí lạnh bức người. Lúc này, có một cô gái nhỏ đang khoanh chân ngồi trên chiếc giường băng đó, hai tay khoanh lại, không hề nhúc nhích. Cô gái nhỏ đó khoảng 4, 5 tuổi. Nét mặt vô cùng tinh xảo, xinh đẹp, như được đúc ra từ ngọc, đó chính là con gái của Tô Thương, Tô Du Du. Một bên khác, có một đứa bé trai đang buồn bực, chán nản ngồi một bên đầm nước câu cá. Bé trai dáng vẻ chỉnh tề, vô cùng đẹp trai, có mấy phần giống Tô Thương. Không cần nghi ngờ, bé trai đó chính là người đàn ông nuôi trí trở thành đại ca xã hội đen, Tô Tinh Hà. Con cá à con cá, mày cắn câu đi. Mày không ăn câu, thì tao làm sao ăn mày đây? Tô Tinh Hà câu cá một hồi, liền hết kiên nhẫn, nghiến răng nghiến lợi nói, mày không ăn thì thôi đi, còn bơi qua bơi lại cạnh cái móc câu làm gì, ý gì đây hả, cố ý chọc cho tạo tức phải không? Đáng giận, quá đáng giận, cẩn thận mày ép tạo quá rồi thì ông đây sẽ dùng tới năng lực mới của mình, tay trái cực dương, tay phải cực âm, đem tụi mày cho điện giật ngửa mặt hết lên bấy giờ. Tô Tinh Hà hùng hổ la mắng, đồng thời đem cần câu trong tay vứt xuống một bên. Tô Tinh Hà. Đúng lúc này, Tô Du Du đang khoanh chân ngồi tính tọa liền mở mắt ra rồi nói, làm gì có ai câu cá như em chứ, câu cá không thể gấp, em thế này đều đem cá hù chạy mất tiêu hết rồi. Tô Du Du, chị đứng đấy nói chuyện. Không đúng, chị ngồi nói chuyện không đau eo. Tô Tinh Hà liếc nhìn Tô Du Du rồi chửi bậy nói, lúc em câu cá chị còn chưa ra đời đâu. Cần chị dạy em nữa sao? Chị ngon thì chị tới đi, tới, cần câu cho chị đến câu cá, em lên bên trên giường băng tu luyện. Em nghĩ hay lắm. Tô Du Du trực tiếp cự tuyệt nói, dì Tây Giao nói, giường băng mặc dù có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, nhưng muốn ngồi ở phía trên, cần có tâm trí rất mạnh, dì ấy để em câu cá, cũng là muốn rèn luyện thêm tâm trí của em. Rèn luyện cái con khỉ, con cá này ai mà câu lên được? Thì Khương Thái Công Khương Tử Nha tới, cũng phải mở miệng gọi thẳng mẹ kiếp. Tô Tinh Hà khó chịu nói ra. Khó câu đến như vậy à, chị nhìn trong đầm nước có rất nhiều cá mà, còn bơi qua bơi lại nữa, em dùng cần câu đều câu không được sao? Tô Du Du khó hiểu nói. Chị cảm thấy dễ câu lắm sao? Tô Tinh Hà vừa nói,
liền đứng người lên đi qua nhặt cần câu lên, nâng cao một chút đưa cho Tô Du Du xem, đồng thời nói, Tô Du Du, chị nhìn cho kỹ, cái này là cần câu con mẹ gì chứ? Cũng đúng, cái này chính là cần câu, em không chỉ có cần câu, em còn có dây câu. Tô Tinh Hà nói tiếp, ha ha, chị nói sướng hay không, em có dây câu. Vậy thì không phải được rồi sao, em kiên nhẫn một chút, dù sao vẫn có thể câu được cá, đến lúc đó em liền có thể đến giường băng. Tô Du Du đang nói, kết quả chợt phát hiện cái gì, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói ra, a, Tô Tinh Hà, lưới câu của em đâu, có phải bị cá ăn hết rồi hả? Ăn cái rằm á? Tô Tinh Hà trực tiếp chửi bậy, mặt đen lên nói, cái này cần câu này của em, mẹ nó từ đầu đến cuối đều không có lưỡi câu. Người ta Khương Thái Công câu cá, người Nguyễn Mắc câu, tối thiểu nhất còn có một cái lưỡi câu, chỉ là không có mồi câu. Thế nhưng của em thì sao? Tô Tinh Hà hùng hùng hổ hổ nói ra, em con mẹ nó không có lưỡi câu, không có lưỡi câu, chị nói xem có tức hay không hả? Người phụ nữ kia đúng là ngu đột xuất, vậy mà để cho em dùng một sợi dây câu cá. Tô Tinh Hà lần nữa đem cần câu ném vào trong nước, cắn răng nói ra, em con mẹ nó cho dù câu cho đến thiên hoang địa lão, sông cạn đá mòn, cũng câu không được cá. Thời gian dài đằng đẵng. Sau khi nghe Tô Tinh Hà nói, Tô Du Du liền rơi vào trầm mặc, ngay cả cô bé cũng có chút không chịu được. Quả thực, lưỡi câu đều không có thì làm sao câu cá, chẳng lẽ muốn để con cá cắn dây câu à, có con cá nào lại ngu như vậy? Cái người phụ nữ tên Tây Giao kia, chính là một bà điên, đầu óc có lỗ. Tô Tinh Hà tức đến nỗi thở phì phò nói, lúc trước em nhìn thấy dì ấy rất xinh đẹp, liền muốn theo dì xinh đẹp ấy cùng một chỗ, kết quả lại bị dì ấy lừa, chạy tới cái nơi quỷ quái này. Sớm biết là như vậy, thì ông đây không nên tới, tiếp tục ở lại núi Cửu Phong sung sướng hơn nhiều, em bây giờ vô cùng nhớ những cô vợ nhỏ của em, cũng không biết các cô ấy hiện tại thế nào rồi. Em rời núi Cửu Phong lâu như vậy, các cô ấy có cắm sừng em hay không? Tô Tinh Hà ngẩng đầu nhìn bầu trời sao, vừa nói nước mắt vừa rất nhanh đã lăn dài trên má. Tô Tinh Hà, em lại nói mấy lời ngớ ngẩn gì vậy, em mới bao lớn chứ, còn cắm sừng nữa chứ, sau này không được phép nói những lời này nữa. Tô Du Du mặc dù còn nhỏ, nhưng lại giống như chị gái trách cứ Tô Tinh Hà. Sau đó lại nói, cũng không loại trừ có khả năng gì Tây Giao vội vàng ra ngoài làm việc nên quên cho em lưỡi câu thì sao? Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Tô Tinh Hà cái đầu nhỏ lắc lư một hồi như một cái trống lắc vậy, sau đó cắn răng nói ra, là dì ấy cố ý, dì ấy không muốn để cho em tu luyện trên giường băng, sợ em trở nên quá mạnh, liền cướp mất danh tiếng của dì ấy. Không nên nghĩ xấu gì Tây Giao như vậy. Dì ấy đối với chúng ta rất tốt, em nói em muốn ăn hamburger, dì ấy không nói hai lời, liền ra mua về cho em rồi. Tô Du Du nói tiếp, dì Tây Giao thật chỉ là muốn rèn luyện cái tính tình của em câu lên một con cá là được rồi. Câu cái quỷ á, không có lưỡi câu, làm sao câu? Tô Tinh Hà mặt đen lên, chửi bậy. Để cho chị suy nghĩ. Tô Du Du suy nghĩ một lát, sau đó nói, như vậy đi, chỉ có một cái chìa khóa vòng. Em đem nó vuốt thẳng, lại mài mài một chút, làm thành lưỡi câu, chắc chắn như vậy có thể câu được cá. Nói xong, Tô Du Du liền ném cái chìa khóa vòng cho Tô Tinh Hà. Ha ha! Quá tốt rồi, Tô Du Du, vẫn là có chị giúp đỡ, chờ anh trai đây câu được cá, lập tức cho em thêm món cá nướng. Tô Tinh Hà nghe nói như thế, trong nháy mắt sướng đến phát rồi, vội vàng nhận lấy chìa khóa vòng. Kỳ thực! Cái cần câu trong tay cậu bé, đều có phao, dây, dòng dọc kéo, nhưng chính là không có lưỡi câu. Hiện tại cộng với lưỡi câu do cậu bé chế tạo ra, đơn giản là hoàn hảo rồi. Tô Tinh Hà mừng rỡ như điên, vội vàng lấy cơm thừa lúc tối ra, treo trên lưỡi câu, ném vào trong nước, sau đó lại là các loại phao. Xong, giờ ngồi đợi cá cắn câu. Tô Tinh Hà lộ ra một vòng nụ cười vui vẻ, ngồi một bên cạnh đầm nước. Đôi mắt nhìn chòng chọc vào cái phao, trong mắt tràn đầy chờ mong. Tô Tinh Hà, chị chưa từng đi xem câu cá, như thế này liền có thể câu được cá sao? Tô Du Du cũng nhìn theo, đồng thời tò mò hỏi. Đương nhiên có thể. Tô Tinh Hà tự tin nói, thấy không, chỉ cần cái phao này chìm xuống thì chắc chắn là có cá đang ăn,
đến lúc đó em chỉ cần dùng sức kéo một phát, con cá liền bị câu lên, ha ha ha. Hóa ra là vậy à? Tô Du Du như bừng tỉnh đại ngộ, gật gù sau đó lại vội vàng nói, Tô Tinh Hà, cái phao không thấy nữa, nhanh. Tô Tinh Hà kích động đến phát điên rồi, trước tiên sách cần câu lên, kết quả lại không có cái gì được. Nhưng cậu bé không giàu dĩ chút nào, ngược lại còn rất vui vẻ, bởi vì hạt cơm bên trên lưới câu không còn nữa, chứng tỏ thật sự có cá đang ăn. Ha ha, điểm tốt, để cho tụi mày bơi qua bơi lại trước mặt tao, rồi để xem sau khi tạo câu tụi mày lên được rồi thì sẽ xử lý tụi mày thế nào. Tô Tinh Hà đầu tiên là dọa nạt, sau đó lại cầm lấy lưới câu, bắt đầu treo hạt cơm lên. Tô Tinh Hà, cái phao lại không thấy rồi. Đúng lúc này, Tô Du Du lại nhắc nhở lần nữa. Thu dây. Tô Tinh Hà trong nháy mắt kịp phản ứng, quả quyết dùng sức xách cần câu lên, nhưng sau một giây cậu bé liền ngớ người ra, khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ mặt thống khổ. Kỳ thật, lần này sở dĩ không thấy cái phao nữa, là bởi vì cái phao căn bản không có rơi nước. Thậm chí ngay cả lưỡi câu, cũng không có ở trong nước, mà chính là trong tay Tô Tinh Hà. Vừa rồi Tô Tinh Hà nghe thấy Tô Du Du nhắc nhở, một cái tay cầm lưỡi câu, một cái tay nhanh chóng dùng sức xách cần câu, kết quả là bi kịch. Chìa khóa vòng là inox, sau khi được mài rũa thì vô cùng sắc nhọn, Tô Tinh Hà làm hành động này, trực tiếp dẫn đến lưỡi câu liền móc vào bên trong ngón tay của cậu bé. A! À. Tô Tinh Hà sau khi phản ứng lại thì phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, đem lưỡi câu lấy ra sau, tức giận đem cần câu trực tiếp bẻ gãy, vứt xuống một bên, đồng thời oán giận nói, Tô Du Du, chị làm cái quỷ gì vậy hả? Lưới câu của em còn chưa thả xuống nước, cái phao cũng đang ở trên bờ, thì đương nhiên là không nhìn thấy rồi, chị có phải ngốc hay không vậy? Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tô Du Du lấy lại tinh thần, ý thức được mình đã làm ra một chuyện ngu xuẩn, nhất thời ấy này nói ra, chị không phải cố ý, chị còn tưởng rằng có cả đem lưới câu kéo đi mất rồi. Chị thật ngu xuẩn, ta, hai, thôi bỏ đi. Tô Tinh Hà tức hổn hển. Đến sau cùng thở dài một tiếng nói ra, ông đây không hợp phong thủy nơi này mà, thật xúi quẩy. Tô Du Du, em đi đây, không ở nơi này nữa, chờ đến khi người phụ nữ kia trở lại, chị nói với dì ấy một tiếng. Tô Tinh Hà nghiêm túc nói. Không được, Tô Tinh Hà, bên ngoài quá nguy hiểm, dì Tây Giao nói, chúng ta không thể rời khỏi vùng đất của tổ tiên. Tô Du Du vội vàng ngăn cản. Em đã quyết định rồi, Tô Du Du, chị đừng khuyên em nữa. Mặc dù em có lẽ không đánh thắng chị. Tô Tinh Hà cắn răng nói ra, nhưng nếu chị cản em lại, em liền nhảy vào đầm nước, dù sao ở chỗ này nhàm chán như vậy, em cũng không muốn sống. Đừng đừng đừng. Tô Du Du vội vàng nói, chị không ngăn cản em, nhưng em cũng phải nói cho chị biết em đi đâu chứ. Hôm nay lúc ban ngày, người phụ nữ kia không phải đã nói rồi sao, cha đã xuất quan rồi, còn ở núi Cửu Phong đại sát tứ phương. Giải quyết nguy cơ của núi Cửu Phong. Nhắc đến cha mình, Tô Tinh Hà mặt mũi tràn đầy kính ngưỡng, ánh mắt sáng rực lên, sau đó nói, dì ấy còn nói, cha đi tới Giang Bắc rồi, em muốn tới Giang Bắc tìm cha. Cha lợi hại như vậy, tất cả người trên thiên hạ, đều không phải là đối thủ của ông ấy, có cha bảo vệ em chắc chắn sẽ an toàn. Tô Tinh Hà nhìn về phía Tô Du Du, sau đó nói, Tô Du Du, dù sao cũng không có gặp nguy hiểm. Không bằng chúng ta cùng đi Giang Bắc đi. Tô Du Du trong nháy mắt động lòng rồi, chủ yếu là cô bé quá nhớ cha mình, hận không thể ngay lập tức chạy vào lòng của cha. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút thì Tô Du Du liền lắc lắc đầu nói, không được, chị thì không đi được. Dì Tây Giao đối với chúng ta tốt như vậy, nếu như chúng ta cùng rời đi, thì dì ấy sẽ đau lòng lắm. Tô Du Du nói, chị không muốn làm cho dì Tây Giao đau lòng, Tô Tinh Hà, em muốn đi. Thì em đi một mình đi, tìm được cha rồi thì thay chị chào hỏi cha một tiếng và nói với cha Du Du nhớ cha rồi. Được, em đi đây. Tô Tinh Hà nghe thấy Tô Du Du đồng ý cho mình rời đi, thì hành động vô cùng nhanh nhẹn, nhún người nhảy lên liền muốn bay ra động phủ. Phịch. Nhưng sau một giây, một tòa trận đột nhiên bao phủ phía trên động phủ, trên đó dày đặc hoa văn, trực tiếp đem Tô Tinh Hà đánh xuống dưới, cậu bé giống như ngã ầm ầm trên mặt đất. Bà già điên. Dì ta đúng là một bà già điên, đi thì cũng đã đi rồi, lại còn mở trận pháp. Tô Tinh Hà ôm lấy cái mông của mình,
đâu đến nỗi nhăn nhúm hết cả lên, nghiến răng nghiến lợi nói, Tây Giao, cả đời này tôi hận cô, đồ bà già điền thối tha. Tô Tinh Hà, đừng chửi nữa, nếu em mà chửi gì Tây Giao nữa, thì chị sẽ nói cho gì ấy đấy. Tô Du Du không nghe nổi nữa, liền nói với ngữ khí bình thản. Đừng đừng đừng. Tô Tinh Hà hết sức kháng cự, sợ hãi nói, nếu mụ đáo để kia mà biết, không phải là sẽ đánh sưng mông em sao, tuyệt đối đừng nói cho gì ta. Em còn gọi gì Tây Giao là mụ đáo để nữa à? Tô Du Du tức giận nói. Em không gọi nữa, Tô Du Du, anh là anh trai ruột của em không thể hại anh được. Tô Tinh Hà bắt đầu dùng chiêu tình cảm, Tô Du Du nghiêm túc nói, là em trai. Được rồi, em trai thì em trai, chỉ cần chị đừng nói với mụ. Đừng nói với gì Tây Giao là được. Tô Tinh Hà cuối cùng cũng đồng ý, ngẩng đầu nhìn lên không trung, uể oải nói, con mẹ nó, đáng tiếc thật, sự tự do cách mình trong gang tấc, nhưng mình lại không thể ra ngoài, hai. Cũng chẳng trách mỗi lần người phụ nữ kia rời đi, đều rất yên tâm, hóa ra là phía trên có trận pháp. Tô Tinh Hà tức giận nói ra, tâm cơ của dì ta sâu sắc thật đấy, rõ ràng là có trận pháp, thế mà lại không nói cho mình, hại mình ngã đau sợ chết khiếp ra. Đáng đời em, ai bảo em muốn chạy trốn chứ? Tô Du Du nhìn về phía Tô Tinh Hà, rồi hỏi, Tô Tinh Hà, em muốn đi thật sao? Đúng vậy. Tô Tinh Hà biểu lộ ra một sự buồn bã, khuôn mặt tràn đầy sự hoài niệm nói, em nhớ cha. Nửa năm rồi, dòng dã suốt nửa năm trời em đã không gặp cha, hai, em vô cùng muốn ở cùng với ông ấy, để cảm nhận một chút tình cha con, chắc là cha cũng nhớ em đó. Lúc này Tô Tinh Hà, cực kỳ giống một đứa con hiếu thảo nhung nhớ cha mình, sau đó nhìn sang Tô Du Du, hỏi dò chị, có muốn gặp cha không? Câu hỏi này, đã chạm đến tận đáy lòng của Tô Du Du, cô bé gật đầu chăm chú nói, chị nhớ cha, cũng nhớ mẹ nữa, nhưng lúc trước sống cùng với mẹ, cho nên nếu mà để so sánh, thì chị muốn đi gặp cha hơn. Trong khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện, cũng không biết bây giờ cha thế nào rồi, những người xấu kia có đến trả thù ông ấy hay không. Vừa nói, Tô Du Du cũng ngẩng đầu lên, nhìn ánh trăng sáng trong veo, như đáng gửi gắm nỗi nhớ của mình. Sau đó, ánh mắt Tô Du Du dừng lại trên người Tô Tinh Hà, nói, Tô Tinh Hà, nếu em muốn đi tìm cha thật sự, thì chị có thể giúp em, chị có thể phá vỡ trận pháp này. Đừng nói đùa nữa. Mặt Tô Tinh Hà tràn đầy sự khó tin nói, nơi này là đất tổ của nhà họ Tây, trận pháp ở đất tổ mạnh như vậy, sao chị có thể phá giải được? Hai, em vẫn nên ở lại nơi này, âm thầm cầu nguyện cho cha thì hơn. Chị phá được thật mà. Tô Du Du nghiêm túc nói, mấu chốt khi mở trận pháp này, chính là trong xe chứa tuyết trên người chị, mấy ngày trước chị đã phát hiện ra rồi, cho chị nửa phút, chị có thể phá giải được trận pháp này. Thôi đi, chị lừa ai đấy, em không tin đâu. Tô Tinh Hà bĩu môi, trong mắt tràn đầy sự nghi ngờ. Hừ, em coi thường chị quá đấy, chị đây sẽ cho em biết sự lợi hại của chị. Tô Du Du bị Tô Tinh Hà nói mấy câu, thì ý chí chiến thắng liền sục sôi lên. Ngay sau đó, hai mắt cô bé liền nhắm hờ lại, thử phá trận pháp, kết quả chưa đến nửa phút, đi cùng với một tiếng vang, trận pháp từ từ được mở ra. Tô Tinh Hà, thấy chưa, bây giờ đã tin lời chị chưa, chị có lợi hại không? Tô Du Du nói như khoe khoang, thấy rồi, Tô Du Du, chị lợi hại thật, em phục chị lắm, ha ha, ha ha ha. Tô Tinh Hà vô cùng vui mừng, trực tiếp nhún người nhảy ra ngoài động, sau đó nhìn xuống phía dưới, nhăn mặt làm trò hề, đắc ý cười nói, nhưng, Tô Du Du, chị bị lừa rồi, he he he, em đi trước đây, bye bye. Tô Tinh Hà, Tô Du Du ngẩn người ra, sau đó mới kịp phản ứng lại, nghiến răng nói, đáng ghét, mày dám dùng trò khôn vặt để lừa chị à, đừng để chị đây gặp lại mày, nếu không chị sẽ cho mày biết mặt. Thôi đi, em gái, nói cái gì mà ác thế, em là anh trai chị, đợi đấy đi. Em phải đi phiêu bạt giang hồ đây, lần sau gặp lại, em nhất định sẽ mạnh hơn chị. Tô Tinh Hà tràn đầy chí khí nói. Cái gì? Phiêu bạt giang hồ á? Tô Du Du nghiến răng nói ra, không phải em muốn đến Giang Bắc tìm cha sao? Tìm ông ta làm gì, ông ta lúc nào cũng đánh em thèm vào mà đi tìm ông ta. Tô Tinh Hà bĩu môi nói,
không còn tí dáng vẻ nào là nhớ chớ nữa. Mày mày mày! Tô Du Du tức đến nỗi thở phì phò như trâu, sau đó hỏi dò, vậy mày muốn đi đâu? He he, em nghe nói chị gái ở Vân Cương rất đẹp, sống mũi cao, mắt màu vàng nhạt, nhìn rất phong tình, em đã muốn đến đó xem từ lâu rồi, đáng tiếc là trước đó mẹ quản em chặt quá nên không đi được. Tô Tinh Hà cười đắc ý nói, bây giờ có cơ hội rồi, chắc chắn em phải đi Vân Cương một chuyến, tiện thể nhặt luôn mấy cô vợ về. Tô Du Du, xem như chị là em gái em, nên em cũng sẽ mang một chị gái về để cho cô ấy chăm sóc chị. Em đi đây, núi xanh còn đó, nước xanh vẫn chảy, hữu duyên ắt sẽ gặp lại. Vừa nói xong, Tô Tinh Hà không hề quay đầu lại mà rời khỏi nơi này luôn. Tô Tinh Hà, Tô Du Du vội vàng nhắc nhở, em đừng có gây họa gì nhé, bên ngoài nguy hiểm lắm. Sợ cái mẹ gì, cha em là Tô Thương người đời sau của nhà họ Tô, là minh chủ võ lâm, bá đạo ngông cuồng, em cũng được coi như là người đời sau của nhà họ Tô, thiên hạ này, ai dám động đến em chứ? Tô Tinh Hà không hề xuất hiện, mà chỉ truyền âm lại, thậm chí lúc sau còn cao hứng hát lên một khúc nhạc nữa. Từng mơ cầm kiếm đi đến tận chân trời, nhìn ngắm thế gian phồn hoa một lát. Trên giường bệnh, bên trong động, Tô Du Du bị chọc tức đến phát cáu, nghiến răng nói ra, sớm biết như vậy, thì mình đã không mở trận pháp rồi. Tô Tinh Hà, tốt nhất là mày đừng có gây họa gì, nếu không lần sau gặp lại mày, chị đây sẽ đánh cho rụng hết răng luôn. Tô Du Du quơ quơ nắm đấm, bực tức nói một mình, sau đó lại nói, mình vẫn nên tu luyện trước đã, đợi gì Tây Giao về, sẽ hỏi xem nên làm sao, có cần phải đuổi theo Tô Tinh Hà không? Nghĩ đến đây, Tô Du Du liền đóng trận pháp của động ở đất tổ lại, sau đó nhắm hai mắt, tiến vào trạng thái tu luyện. Sau mấy tiếng, đã là nửa đêm rồi. Lưu Huy điều khiển máy bay trực thăng, chở Tô Thương và Trương Trọng Ngu, tới Hoàng Thành ở thành phố, và dừng máy bay tại một khu ở bãi cỏ. Sau đó, Tô Dương, Trương Trọng Ngu, Lưu Huy, ba người đi xuống từ trên trực thăng. Lưu Huy, anh đi thêm nhiên liệu đi, sau đó đợi ở đây, tôi phải đi gặp Long Hành Thiên một lúc, sau đó sẽ xuất phát đi Vân Cương ngay lập tức. Tô Thương dặn dò nói. Vâng. Lưu Huy chắp tay hành lễ, xoay người, lễ phép trả lời. Vất vả cho anh rồi. Tô Thương khẽ gật đầu, sau đó liền dẫn Trương Trọng Ngu, bóng người thấp thoáng một cái, đã biến mất ngay tại chỗ rồi. Sau khi nhìn Tô Thương và Trương Trọng Ngu rời đi, Lưu Huy cũng không kéo dài thời gian, mà lập tức liên hệ đến chợ đen Cửu Môn của thành phố, để bổ sung nhiên liệu cho chuyến bay đến Vân Cương. Tô Thương và Trương Trọng Ngu, một người là cảnh giới Nguyên Anh, một người là bán bộ võ thánh. Hai người xuyên qua đêm tối, tốc độ rất nhanh, chỉ cần mấy hơi thở đã có thể tiến vào bên trong Hoàng Thành. Hoàng Thành vốn canh phòng nghiêm ngặt, cao thủ nhiều như mây. Sau khi cải cách cổ võ, các cường giả trong Hoàng Thành đã thăng cấp lên rất nhiều, nhưng vẫn kém xa Tô Thương và Trương Trọng Ngu. Điện chủ, thuộc hạ đã kiểm tra qua rồi, bên trong tòa cung điện này, người mạnh nhất chẳng qua cũng chỉ là võ thần lục địa, không đáng sợ. Trương Trọng Ngu nói tiếp, về phần Long Hành Thiên, cậu ta nghỉ ngơi ở cung Khôn Ninh, điện chủ, không bằng thuộc hạ dẫn cậu ta tới đây, tránh kinh động đến những người khác. Dù sao thì Long Hành Thiên cũng không phải là người bình thường, địa vị tôn quý, nếu gây ra động tĩnh quá lớn, ảnh hưởng không tốt thì sẽ ảnh hưởng đến nền tảng quốc gia. Trương Trọng Ngu đề nghị. Được, cứ làm theo lời ông nói đi, tôi ở chỗ này chờ ông. Tô Thương thản nhiên nói, tiền lễ hậu binh, nếu Long Hành Thiên hiểu rõ chuyện của núi lớn Vân Cương, hơn nữa còn có liên quan đến sự mất tích của chị gái tôi tất nhiên sẽ không giữ lại anh ấy. Cùng lắm thì lại nâng đỡ một vị hoàng chủ mới. Tôi đã hiểu. Trương Trọng Ngu cung kính gật đầu, sau đó ông ta lập tức tung người đến cung Khôn Ninh, tìm Long Hành Thiên. Vài phút sau, bóng dáng của Trương Trọng Ngu xuất hiện lần nữa, phía sau còn có một người đàn ông mặc áo ngủ màu vàng, chính là hoàng chủ Long Hành Thiên. Lão điện chủ, đêm khuya ông đến thăm, còn dẫn ta đến nơi này, đến cuối cùng là ông muốn cái gì? Long Hành Thiên đang nói. Bỗng nhiên nhìn thấy Tô Thương phía trước, anh ấy lập tức khiếp sợ nói, Tô. Cậu là Tô, Tô Thương. Là tôi. Tô Thương chăm chú nhìn Long Hành Thiên, giọng điệu lạnh như băng nói, Hoàng chủ, đêm khuya tôi đến tìm anh,
nói vậy chắc anh biết là vì nguyên nhân gì đúng không? Dù sao Long Hành Thiên cũng là người đứng đầu một quốc gia, rất nhanh anh ấy đã tỉnh táo lại, sửa sang lại quần áo một chút, bình tĩnh nói, Tô Thương, cậu từng ở biên giới phía Nam, tỏa sáng rực rỡ, là người có công với quốc gia, ta đã sớm sắc phong cậu làm Tô Soái. Nói cách khác, bây giờ cậu là thần tử của ta, muốn gặp ta, ngày mai cậu có thể đến đại điện, vì sao cậu không hiểu lễ nghĩa như thế, đêm khuya đến quấy rầy ta nghỉ ngơi. Long Hành Thiên bày ra vẻ tự cao tự đại nói. Ha ha! Đối với việc này, Tô Thương cười nhạt hai tiếng, ngược lại anh nói, được rồi, Long Hành Thiên, tôi chưa từng làm cái gì mà Tô Soái, càng không sẽ trở thành thần tử của anh. Nếu anh cư xử đúng mực với tôi cũng sẽ lập tức tôn trọng anh và tôi không xúc phạm lẫn nhau. Tô Thương chuyển giọng, đổi giọng nói, nhưng mà, anh lại đắc tội với tôi. Nếu không phải vì lấy đại cục làm trọng, giờ phút này anh đã hoàn hảo không bị tổn thương gì đứng trước mặt của tôi, mà hẳn là nên quỳ trên mặt đất nói chuyện với tôi. Cậu thật láo xược. Long Hành Thiên chắp tay, giận tím mặt nói, ta là người đứng đầu một quốc gia, vậy mà cậu lại nói năng ngông cuồng, muốn ta quỳ xuống, tội của cậu đáng chết vạn lần. Thiên địa quân thân sư, ngoại trừ thiên địa, quân là thứ nhất, Tô Thương, cậu dám ngỗ ngược như vậy. Cậu không sợ sẽ gánh trên lưng tiếng xấu thiên cổ sao? Câm miệng. Tô Thương lạnh lùng nói, trong lòng tôi, người nhà là thứ nhất, Long Hành Thiên, anh đừng có bày ra tư thế hoàng chủ ở trước mặt tôi không sợ đâu. Hôm nay tôi tới tìm anh là vì muốn hỏi về tình hình của chị gái tôi, anh tốt nhất là nên thành thật nói cho tôi biết, nếu không tôi không ngại khiến cho đất nước này, đổi chủ. Tô Thương ta giọng nói, nửa năm nay. Chắc là anh đã nghe nói qua sự tích của tôi mở ra sự cải cách cổ võ, là minh chủ võ lâm, chỉ cần tôi ra lệnh một tiếng, các đại tông phái đều phải nghe theo hiệu lệnh của tôi. Còn nữa, dưới núi Cửu Phong, ngay cả người ngoại vực tôi cũng giết được, thực lực của tôi, trong hoàng cung này, ai có thể địch lại. Tô Thương uy hiếp nói, anh rất rõ ràng, tôi có năng lực thay đổi triều đại, anh không nên ép tôi. Sau khi nghe Tô Thương nói, Long Hành Thiên trầm mặc, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đương nhiên anh ấy biết những hành động kia của Tô Thương, cũng hiểu được Tô Thương của hiện giờ, bản thân anh ấy không trêu chọc nổi. Vừa rồi anh ấy bày ra dáng vẻ hoàng chủ chỉ là vì muốn dùng thân phận của anh ấy để áp chế Tô Thương. Dù sao trong nhà Tô Thương, hai đời Tô Soái, hẳn là phải có lòng kính sợ với hoàng chủ mới đúng. Nhưng bây giờ xem ra, là do anh ấy suy đoán sai lầm. Tô Thương căn bản không hề để thân phận hoàng chủ này của anh ấy vào mắt. Long Hành Thiên không khỏi lộ ra vẻ cười khổ. Nói cho tôi biết, hiện tại chị gái tôi còn sống hay không, trong núi lớn Vân Cương, rốt cuộc là có cái gì, có liên quan gì đến anh? Tô Thương nhìn chằm chằm Long Hành Thiên không chớp mắt, lạnh lùng nói, anh nên tin tưởng mắt nhìn của tôi, chỉ cần anh nói dối nửa câu thì đều không thoát khỏi con mắt của tôi đâu. Tô Thương! Ta thật sự không biết tình huống của chị gái cậu, cô ta mất tích từ khi nào, vì sao ta không nhận được tin tức. Long Hành Thiên giận dữ nói, bây giờ những đại thần trong triều này thật sự là càng ngày càng làm qua loa, lừa trên gạt dưới, không hề làm gì, ngày mai ta sẽ lập tức tìm bọn họ tính sổ. Hừ, Tô Thương nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng, trong mắt anh hiện lên sát ý ngập trời, anh trực tiếp bóp cổ Long Hành Thiên, trầm giọng nói, Long Hành Thiên. Tôi thấy anh thật sự không muốn sống nữa. Tô Thương, cơ thể ta ngàn vàng, quý giá hơn hàng tỷ người, sao cậu dám? Long Hành Thiên đang nói, lúc này, ngón tay Tô Thương dần dần dùng sức, cho nên ngay cả nói Long Hành Thiên cũng nói không nên lời. Hoàng chủ, Trương Trọng Ngu bên cạnh thấy vậy, biết bây giờ Tô Thương thật sự tức giận. Nếu như ông ta mở miệng khuyên bảo điện chủ, vậy thì nhất định sẽ chọc giận điện chủ. Nói không chừng ngay cả ông ta cũng sẽ bị liên lụy. Vì vậy, Trương Trọng Ngu nghĩ tới nghĩ lui, quyết định khuyên Long Hành Thiên, ông ta lên tiếng, lần này điện chủ nhà tôi đến đây không có ý nhằm vào cậu, ngài chỉ là muốn hiểu rõ tình hình, hy vọng cậu có thể nói rõ sự thật. Nếu không thì không chỉ đơn giản là ăn một chút khổ sở như vậy, điện chủ nhà tôi và chị gái chiến thần Dực Cân từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, chị em hai người tình cảm thân thiết. Trước khi điện chủ nhà tôi nổi dậy, tất cả đều là chiến thần Dực Cần giúp đỡ ngài ấy. Không phải khoa trương, đừng nói cậu là người đứng đầu một quốc gia,
cho dù cậu nắm trong tay toàn thế giới, nhưng mà cậu muốn làm hại chiến thần Dực Cân, vậy thì điện chủ nhà tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Trương Trọng Ngu tận tình khuyên nhủ, điện chủ thật sự dám giết cậu. Lúc Trương Trọng Ngu nói chuyện, ngón tay Tô Thương chậm rãi dùng sức, có thể nghe được xương cốt của Long Hành Thiên kêu răng rắc. Ta nói hết. Long Hành Thiên vốn định lừa gạt qua cửa, nhưng chuyện cho tới bây giờ, anh ấy đương nhiên hiểu được bản thân không thể tiếp tục ngậm chặt miệng được, vì thế gian nan nói, Tô thiếu gia, chỉ cần cậu không giết ta nguyện ý nói rõ sự thật. Dứt lời, Tô Thương buông tay, trực tiếp quăng Long Hành Thiên sang một bên. Lúc này Long Hành Thiên quỳ rạp trên mặt đất hết sức chật vật, trên cổ còn có một dấu ngón tay màu tím, hoàn toàn không phù hợp với thân phận hoàng chủ cao ca tại thượng. Có điều, khi Tô Thương lăng nhục uy hiếp anh ấy, Long Hành Thiên cũng không dám biểu hiện ra chút tức giận nào, thậm chí anh ấy còn cảm thấy may mắn bản thân nhặt lại được một cái mạng. Khụ khụ, cảm ơn Tô thiếu gia không giết. Long Hành Thiên chậm rãi đứng lên, khách khí nói. Bây giờ nói lời cảm ơn thì quá sớm. Tô Thương không hề nể mặt anh ấy, lạnh lùng nói, nếu anh không khai rõ ràng chuyện Vân Cương, tôi vẫn sẽ giết anh như cũ. Tô thiếu gia yên tâm, ta nhất định sẽ nói hết. Long Hành Thiên cực kỳ sợ hãi nói. Tốt nhất là như thế. Tô Thương trầm giọng nói đi, thứ trong núi lớn Vân Cương đến cuối cùng là cái gì, thật sự là tà tu. Tà tu. Long Hành Thiên hơi dừng lại. Ngược lại anh ấy gật đầu nói, đúng vậy, nên tính là tà tu. Vài tên tà tu, Tô Thương hỏi. Chỉ có một người. Tô Thương truy hỏi, anh hẳn là quen biết tên tà tu kia, rốt cuộc đó là ai? Chuyện này. Long Hành Thiên nghe như vậy thì nở một nụ cười khổ, sau đó anh ấy nói, Tô thiếu gia, thật không dám giấu giếm, bây giờ người đang ở núi lớn Vân Cương chính là lão tổ tông của Hoàng thất Long Thị, Long Bình Sinh, dựa theo bối phận. Ta hẳn là nên xưng hô với ông ta một tiếng Thái Tổ. Thái Tổ Long Bình Sinh, trước khi cải cách cổ võ, ông ta đã đặt chân vào võ thần lục địa, chấn giữ trong hoàng cung, uy hiếp thiên hạ. Long Thị ngồi trên đầu thiên hạ vô số năm, nếu không phải có cường giả cấp bậc võ thần lục địa tỏa chấn thì đã sớm bị loạn thần tặc tử cướp đi thiên hạ. Long Hành Thiên nói tiếp, hệ thống cổ võ, Tô thiếu gia, nói vậy thì cậu đã biết là, dưới tình huống bình thường, tuổi thọ của võ thần lục địa chỉ có 4-500 tuổi. Nhưng mà Thái Tổ Long Bình Sinh nhà tôi đến nay đã 780 tuổi rồi. Long Hành Thiên ở trước mặt Tô Thương đã dần dần không còn tự xưng là ta nữa, anh ấy tiếp tục nói, tất cả đều là do ông ta ngầm chiếm đoạt khí độ của Hoàng Triều Long Thị, bởi vậy ông ta mới có thể kéo dài tuổi thọ đến 7-810 tuổi, nhìn vẫn giống như trung niên 40 tuổi. Thái Tổ si mê võ học, mấy trăm năm trước cũng đã lui về phía sau màn, không hề tham dự chuyện trong triều nữa, chỉ tương đương với định hải thần châm, vì tộc nhân Long Thị, ổn định vạn dặm sơn hà. Chỉ có điều nửa năm trước, sau khi cải cách cổ võ, Thái Tổ bộc phát, thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhảy lên võ tôn đỉnh phong. Long Hành Thiên nhìn Tô Dương, nói tiếp, thực lực của Thái Tổ tăng vọt, ông ta không cam lòng chỉ ở một góc đất, cho nên đã sinh ra dã tâm xâm chiếm toàn bộ thiên hạ. Nhưng lúc ấy, người ở cảnh giới võ tôn đã có không ít, còn có cổ võ đệ nhất Ngô Thanh Ảnh, nghe nói bà ấy đã đặt chân vào võ thánh, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Long Hành Thiên tiếp tục nói, Thái Tổ tự biết bản thân không địch lại, cho nên ông ta không lập tức nhập thế, mà là ăn ở trong hoàng cung, tu luyện cấm thuật của Long Thị, âm dương Long Thần Công. Bí thuật này giống như tà thuật, cần lấy máu tươi của phụ nữ để dẫn, nhiều năm trước đã được liệt vào hàng cấm thuật. Phàm là tộc nhân Long Thị đều không thể tu luyện. Có điều trong nhiều năm qua, luôn có tộc nhân Long Thị muốn vụng trộm tu luyện, nhưng lại không thể nhập môn. Long Hành Thiên nói, nhưng Thái Tổ tôi, thiên phú võ học kinh người, ông ta vậy mà có thể tu luyện thành công, cùng ngày đã đặt chân vào cảnh giới võ thánh. Từ đó về sau, Thái Tổ càng ngày càng si mê âm dương Long Thần Công, trắng trợn hấp thu máu của phụ nữ, hậu cung của tôi 3000 giai lệ. Hơn một nửa đều đã gặp tai ương. Không chỉ như thế, ông ta còn đi gây họa khắp nơi, phụ nữ ở khắp nơi đều bị ông ta cướp về để đề cao cảnh giới của bản thân. Nghe đến đây, Tô Thương cau mày, hỏi, vì sao ông ta lại đến Vân Cương, trong núi lớn hoang vắng không có người, ông ta tu luyện như thế nào? Hai,
ác giả ác báo. Long Hành Thiên thở dài một hơi, trả lời, âm dương long thần công, ngoại trừ những thứ cần thiết nhưng trái với thiên lý ra, thì còn có một nhược điểm cực lớn. Nếu như người tu luyện âm dương long thần công không cách nào giữ vững bản tâm, vì tăng nhanh tốc độ tu luyện, mù quáng hấp thụ một lượng máu tươi lớn thì sẽ ảnh hưởng đến tâm trí, đau đến chết đi sống lại. Long Hành Thiên nói tiếp, loại tác dụng phụ này, mặc dù không thống khổ như điểm xấu của tu chân giả, nhưng cũng không kém là bao. Thông thường mà nói, chỉ cần hấp thụ máu tươi đúng cách, tính việc lâu dài, không tham lam đẩy nhanh tốc độ thì lẽ không có tác dụng phụ này. Long Hành Thiên cười khổ lắc đầu, nhưng người tu hành lại chẳng có mấy ai có thể chịu đựng được sự hấp dẫn của việc thực lực được tăng cao. Thái tổ của tôi chính là như thế, ông ta không thể khống chế được bản thân, cuối cùng đưa đến tác dụng phụ, đau đớn quấn thân. Long Hành Thiên nhìn Tô Dương, sau đó nói, có điều, căn cứ theo sách cổ của Long Thị ghi lại, sâu trong núi lớn Vân Cương có một động phủ, bên trong có nước suối có thể áp chế được tác dụng phụ. Vì vậy, thái tổ của tôi vì để giảm bớt đau khổ, khiến bản thân khôi phục lý trí, ông ta không thể làm gì khác hơn là đến núi lớn Vân Cương. Long Hành Thiên tiếp tục nói, Long Bình Sinh tu luyện cấm thuật, hiện giờ tôi là gia chủ của Long Thị, ông ta sớm đã không còn là người của Long Thị, tôi cũng không muốn trợ giúp. Nhưng thực lực của ông ta quá mạnh mẽ, sau khi đặt chân vào Võ Thánh, trong mấy tháng ngắn ngủi, ông ta cũng đã thăng đến Võ Thánh đỉnh phong, bây giờ hình như ông ta đang chuẩn bị đột phá Võ Thần chân chính. Long Hành Thiên cười khổ nói, đối mặt với một cường giả như vậy, tôi không thể làm gì khác hơn là thuận theo mọi chuyện, mệnh lệnh của ông ta, tôi không dám vi phạm. Sau khi Thái Tổ đến núi lớn Vân Cương, tác dụng phụ đã được giảm bớt, sau đó ông ta lại bắt đầu xuống tay với mọi người ở khắp nơi, trong nửa tháng ngắn ngủi, số lượng người mất tích xung quanh Vân Cương đạt tới đến mấy nghìn người. Long Hành Thiên tiếp tục nói, tôi nhìn không nổi nữa, cho nên đã khuyên bảo Thái Tổ thu liễm lại. Dù sao cũng là con dân của tôi, nhưng Thái Tổ không nghe, ông ta còn lên tiếng uy hiếp tôi, thậm chí còn sai tôi phải người đưa vật tư tu luyện đến cho ông ta. Mặc dù tài nguyên tốt nhất để tu luyện âm dương long thần công chính là máu tươi của phụ nữ, nhưng đan dược các loại vẫn có tác dụng, chỉ là hiệu quả kém hơn. Long Hành Thiên cười khổ nói, mặc dù trong lòng tôi không tình nguyện, nhưng vẫn phải làm theo lời của Thái Tổ. Cho nên... anh đã phái chị gái của tôi đi Vân Cương đưa vật tư, khiến chị ấy bị giữ lại ở Vân Cương. Tô Thương lạnh lùng chất vấn, sắc mặt ngay lập tức trở nên vô cùng u ám. Hiểu lầm rồi, Tô thiếu gia, cậu hiểu lầm tôi rồi. Long Hành Thiên vội vàng giải thích, tôi nên biết Thái Tổ cần máu tươi của phụ nữ, nên sao tôi lại có thể phái chiến thần Dực Cân đi được. Vốn dĩ người tôi chỉ định là Thiên Sách, chiến thần Triệu Thiên Sách, nhưng ai ngờ. Chiến thần Dực Cân vậy mà không hề nói tiếng nào với tôi đã vội vàng đi theo. Vẻ mặt Long Hành Thiên hối tiếc nói, lúc tôi biết chuyện thì đã quá muộn, Thái Tổ đã động thủ, tất cả người hộ tống vật tư, không hề có một người nào trở về phục mệnh. Tô thiếu gia, tôi có thể dùng linh hồn để thề, chiến thần Dực Cân tuyệt đối không phải là do tôi phải đi, là chính cô ấy muốn đi Vân Cương tìm kết quả. Long Hành Thiên tiếp tục nói, sau đó tôi nghe phụ tá của chiến thần Dực Cân nói, chiến thần Dực Cân đi Vân Cương là bởi vì biết chuyện đã xảy ra xung quanh Vân Cương, muốn diệt trừ tà tu trong núi lớn, tránh cho loại chuyện này lại phát sinh. 2. Chiến thần Dực Cân vì nước vì dân, lo lắng thiên hạ, khiến người ta kính nể. Long Hành Thiên thở dài một hơi, chân thành nói, thật không dám giấu giếm, chiến thần Dực Cân gặp bất trắc, tôi vô cùng đau lòng. Lúc Long Hành Thiên nói chuyện, Tô Thương một mực nhìn chằm chằm anh ấy, phát hiện người này không hề nói dối, cho nên ác ý của anh với anh ấy đã giảm bớt một chút. Long Bình Sinh, âm dương long thần công. Hừ, Tô Thương tôi thề, nhất định sẽ thiên đao vạn quả ông ta, khiến ông ta trải nghiệm thống khổ cực hạn của thế giới này. Sau khi làm rõ mọi chuyện, Tô Thương cực kỳ tức giận, bởi vì như thế xem ra, chị gái mình chắc chắn đã gặp phải bất trắc, xác suất sống sót bây giờ cũng không lớn. Ngay lúc này, quanh người Tô Thương tản ra hàn ý lạnh thấu xương, không khí dường như bị đóng băng, Trương Trọng Ngu, chúng ta đi, đi núi lớn Vân Cương. Vâng, Trương Trọng Ngu cảm nhận được sự tức giận của Tô Dương, ông ta không dám chậm trễ, vội vàng đáp ứng. Sau đó,
bóng dáng của Tô Thương và Trương Trọng Ngu đã lập tức biến mất trong bóng đêm. Đợi sau khi hai người đi, Hoàng chủ Long Hành Thiên nhìn phương hướng hai người rời đi, khóe miệng dương lên một nụ cười ý vị sâu xa. Sau khi Tô Thương và Trương Trọng Ngu rời khỏi Hoàng Thành, bọn họ cũng không kéo dài thời gian, tìm được Lưu Huy, sau đó ngồi trực thăng đi thẳng đến núi lớn Vân Cương. Bây giờ, Tô Thương đã biết tình huống của núi lớn Vân Cương, sợ rằng chị gái anh đang lành ít dữ nhiều, lão già Long Bình Sinh kia tu luyện âm dương Long Thần Công, cần máu của phụ nữ, hiển nhiên ông ta sẽ không bỏ qua cho chị gái anh. Vừa nghĩ đến chị gái chịu khổ vì những thủ đoạn thâm độc, Tô Thương cảm thấy giận dữ không kiềm chế được, anh hận không thể lập tức xuất hiện ở núi lớn Vân Cương, giết chết Long Bình Sinh. Điện chủ. Trên đường trực thăng đang bay, Trương Trọng Ngô kiêng kỵ nói, căn cứ vào tình huống mà Long Hành Thiên cung cấp, Long Bình Sinh kia ít nhất đã đặt chân vào võ thần, lúc trước cũng là bán bộ võ thần. Cái này có thể so với tu chân giả ở cảnh giới hóa thần rồi, điện chủ, cậu có thể hay không? Ông ta phải chết. Trương Trọng Ngu còn chưa dứt lời, Tô Thương đã mở miệng cắt đứt, ngược lại anh thúc giục, Lưu Huy, tốc độ bay nhanh nhất đi. Vâng, cậu chủ. Lưu Huy cung kính đáp ứng, sau đó anh ta đột nhiên tăng tốc độ bay của trực thăng. Trương Trọng Ngu bên cạnh thấy điện chủ tự tin như thế thì cũng không nhiều lời nữa, trong mắt có thêm vài phần kính sợ. Bán bộ hóa thần, thậm chí là cảnh giới hóa thần, điện chủ cũng hề sợ hãi, bởi vậy có thể thấy được, thực lực của cậu chủ đương nhiên là cực kỳ khủng bố. Cứ như vậy, Lưu Huy điều khiển trực thăng, xuyên qua những tầng mây, xuyên qua bầu trời đêm, tốc độ rất nhanh. Lúc này, trong Hoàng Cung, sau khi Tô Thương và Trương Trọng Ngu rời đi một lúc lâu, một bà lão chống gậy, mặc trường bào màu đỏ, chậm rãi đi ra. Diện kiến Thái Mẫu. Sau khi Long Hành Thiên nhìn thấy bà lão này thì anh ấy lập tức hạ thấp thái độ, nghiêm chỉnh như là một vị hậu bối hiếu thuận. Bà lão áo bào đỏ gật gật đầu, sau đó khen ngợi, Hành Thiên, chưa mượn đao giết người này của con dùng không tệ, có vài phần tâm cơ, đất nước này truyền tới trong tay con. Bà thật sự rất vui mừng. Thái mẫu quá khen, tất cả đều là được thái mẫu bồi dưỡng. Long Hành Thiên cung kính nói. Anh ấy gọi người phụ nữ mặc trường bào màu đỏ là thái mẫu, bởi vì bà lão này chính là hoàng hậu khi thái tổ Long Bình Sinh còn tại vị, là vị hoàng hậu được Long Bình Sinh cưới hỏi đàng hoàng. Mặc dù Long Bình Sinh có thiên phủ võ học kinh người, nhưng đối với việc quản lý quốc gia thì ông ta rốt đặc cán mai. Ông ta cũng quá không nhiệt tình, chỉ dốc lòng tu luyện, không bao giờ hỏi đến sự vụ trong triều. Thế nên thiên hạ lúc ấy là bà lão áo bào đỏ buông rèm chấp chính, quản lý núi sông vạn dặm, đặt nền móng vững chắc cho Giang Sơn Long Thị. Có điều, tuổi tác dần cao, bà lão áo bào đỏ đã lựa chọn lui về ở ẩn, giao Giang Sơn cho con cháu đời sau. Quan hệ giữa bà ta và Long Bình Sinh tương đối phức tạp, mặc dù là vợ chồng. Nhưng từ trước đến nay luôn bất hòa. Long Bình Sinh dựa vào long khí tích góp được trong thiên hạ Long Thị để kéo dài tuổi thọ, sống đến bây giờ. Mà bà lão áo bào đỏ lại là một tu chân giả, tuổi thọ tự nhiên sẽ dài hơn cổ võ giả. Bà ta ẩn mình trong hoàng cung, với vô số tài nguyên, bà ta đã luyện hóa ra không biết bao nhiêu năng lượng, ăn hết dược liệu, nhưng dược liệu mà bà ta đã ăn có lẽ có thể lấy đầy cả một cái hồ. Nhưng rất đáng tiếc. Trái đất có điểm xấu, bà lão áo bào đỏ từ đầu đến cuối đều không dám đặt chân vào cảnh giới kết đan, lúc này chẳng qua chỉ là trúc cơ đỉnh phong mà thôi. Bà ta đã từng muốn đến núi Côn Luân, thông qua tinh không cổ lộ để rời khỏi trái đất, ra ngoài vực để thử vận may, ít nhất thì bà ta cũng có thể không kiêng nể gì đột phá đến cảnh giới kết đan. Nhưng bởi vì một lần ngẫu nhiên, bà lão áo bào đỏ gặp được lão môn chủ Thiên Cơ Môn, đối phương nói cho bà ta biết, tương lai không lâu. Trái đất sẽ nghênh đón linh khí hồi sinh. Đến lúc đó, tất cả tu chân giả đều có thể đặt chân vào cảnh giới kết đan, sẽ không phải tiếp tục chịu đựng điểm xấu nữa, thậm chí khi linh khí trên trái đất bắt đầu hồi sinh, linh khí sẽ cực kỳ nồng đậm, vượt xa những tinh vực ngoài vực. Bởi vậy, bà lão áo bào đỏ đã ở lại, ẩn mình ở trong hoàng cung, một bên tu luyện, một bên luyện hóa dược liệu linh thạch, chuẩn bị tốt nền tảng. Nhằm trong tương lai khi linh khí hồi sinh thì thực lực của bà ta sẽ có sự tiến bộ vượt bậc. Đương nhiên, kim đan của bà lão áo bào đỏ đã bị bể nát,
còn là bể nát 9 lần, là giả đan cửu chuyển danh chính ngôn thuận. Nhưng bà ta vẫn một mực cho rằng, giả đan chính là giả đan, bây giờ bà ta chỉ là tu chân giả cảnh giới trúc cơ mà thôi. Lần này sợ rằng số kiếp của lão già Long Bình Sinh kia đã được định rồi, Tô Thương có thể đại sát tứ phương ở núi Cửu Phong, vậy thì cậu ta nhất định là có con bài chưa lật khiến người ta không thể tưởng tượng được. Bà lão áo bào đỏ nhìn Long Hành Thiên, khẽ cười nói, Long Bình Sinh vừa chết, những long khí bị ông ta chiếm đoạt kia sẽ tự động trở về hoàng thành. Đến lúc đó, con cắn nuốt những long khí này thì thực lực sẽ tăng vọt. Bà lão áo bào đỏ nói tiếp, hơn nữa, chỉ cần Long Bình Sinh chết, vậy thì trên thế giới này chỉ còn lại con có thể tu luyện âm dương long thần công. Hành Thiên, con nhất định không được để thái mẫu thất vọng, khắc khổ tu luyện, leo lên đỉnh phong. Mượn dao giết người. Âm dương long thần công. Không sai. Long Hành Thiên cũng tu luyện âm dương long thần công, thậm chí anh ấy còn tu luyện sớm hơn Long Bình Sinh. Hơn nữa, lúc trước quyển sách của âm dương long thần công đã bị bà lão áo bào đỏ xé ra hai trang, mà hai trang đó là hai trang quan trọng nhất. Bản thái tổ Long Bình Sinh tu luyện không phải là bản đầy đủ, chỉ có Long Hành Thiên nắm trong tay âm dương long thần công hoàn chỉnh. Từ rất lâu trước đây, Long Hành Thiên đã được thái mẫu âm thầm bồi dưỡng, bởi vì thái mẫu căm hận Long Bình Sinh. Cho nên, mục tiêu của Long Hành Thiên chính là giết chết thái tổ. Nhưng thực lực của thái tổ cao cường, lại ở trong hoàng cung, có thêm long khí của hoàng triều, cho dù là thái mẫu cảnh giới giả đan cửu chuyển cũng không thể giết được ông ta. Tất nhiên, Long Hành Thiên là một người thông minh. Anh ta biết mình không thể để Tô Dực Cân trở về, nếu không chính mình cũng khó thoát tội, chắc chắn sẽ chọc giận Tô Thương. Vì phủi sạch những việc mình đã làm, Long Hành Thiên liền ra lệnh cho Triệu Thiên Sách, người có mối quan hệ tốt với Tô Dực Cân tiến về ngọn núi lớn Vân Cương. Từ đó, Tô Dực Cân tất nhiên sẽ biết chuyện gì đang xảy ra ở núi lớn Vân Cương. Tô Dực Cân từ trước đến nay hành hiệp trượng nghĩa, gặp những loại chuyện này, tất nhiên muốn đi tìm tòi thực hư, chỉ có cách xóa sổ yên tà tu đó, mới có thể giữ yên bình cho Vân Cương. Quả nhiên, Tô Dực Cân trúng kế, không báo cáo với Hoàng thượng mà đi theo bọn người Triệu Thiên Sách, đi núi lớn Vân Cương, cuối cùng bật vô âm tín. Thật ra, Long Hành Thiên đã sớm đoán được, Tô Thương sớm muộn gì cũng sẽ đến thành phố, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy. Thái mẫu, bà yên tâm đi, cháu nhất định dốc lòng tính toán, làm cho bản đồ Long Thị mở rộng tới vô hạn. Lúc này, nhìn thấy thái mẫu đối với mình tràn đầy hy vọng, Long Hành Thiên nghiêm túc cam kết, sớm muộn cũng có một ngày, phải chinh phục toàn bộ trái đất. Nhỏ lắm. Nơi này còn nhỏ lắm. Có điều, sau khi cải cách cổ võ, Long Hành Thiên đã nghĩ ra một chủ ý, đó chính là mê hoặc thái tổ tu luyện âm dương long thần công bản không đầy đủ, muốn thái tổ luyện công tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng hại chết chính mình. Thực tế, tu luyện âm dương long thần công cũng không cần dùng máu của phụ nữ, âm dương long thần công chân chính cũng không phải là tà thuật, mà là một môn võ học cao siêu. Chỉ là bởi vì thiếu đi hai trang, cho nên thái tổ mới phải lấy máu của phụ nữ, bù đắp âm vào phần thiếu của âm dương long thần công. Thậm chí đến cuối cùng, thái tổ càng là thực lực tăng trưởng nhanh chóng, chỉ thiếu một chút là đạt thành tựu cảnh giới võ thần. Lần này, Long Hành Thiên hoảng hốt, bắt đầu hối hận vì quyết định của bản thân. Thái tổ chỉ đơn giản là dùng máu của phụ nữ để bù đắp những khuyết điểm của ông ta, cuối cùng vì đau đớn nên ông ta đã đến đại núi Vân Cương để áp chế dòng máu bạo động trong cơ thể mình. Long Hành Thiên vốn tưởng rằng đã được thanh tịnh, nhưng ai ngờ, thái tổ phân phó anh ấy đưa dược liệu linh thạch đến núi lớn Vân Cương, hơn nữa vừa mở miệng chính là một số lượng lớn. Máu thịt Long Hành Thiên cực kỳ đau, những thứ đó đều là quốc khố được tích lũy qua rất nhiều năm đấy. Ngay lúc Long Hành Thiên đang đau đầu không thôi thì tin tức ở núi Cửu Phong truyền đến. Anh ấy không ngờ là hậu nhân nhà họ Tô, Tô Thương lại mạnh như vậy, ngay cả người ngoại vực cũng giết. Vì vậy, Long Hành Thiên động tâm tư mượn đao giết người, tính toán lợi dụng Tô Thương để giết chết thái tổ Long Bình Sinh. Bởi vì thái tổ chết, chỗ tốt của anh ấy sẽ nhiều hơn, không chỉ không cần cung cấp tài nguyên tu luyện cho thái tổ nữa, mà anh ấy còn có thể chiếm đoạt được long khí mà trước đây thái tổ đã thu được, một công đôi việc. Chỉ là, phải làm sao có thể dẫn Tô Thương tới đây?
Long Hành Thiên nghĩ tới nghĩ lui, lập tức đánh lên chủ ý của Tô Dực Cân, chỉ cần Tô Dực Cân chết trong tay Thái Tổ, vậy Tô Thương còn không nổi giận. Bà lão mặc áo choàng màu hồng nghênh tiếp ánh mắt Long Hành Thiên, trịnh trọng nói, so với ngoại vực rộng lớn mênh mông, trái đất này có đáng là gì, bà muốn cháu chinh chiến khắp hành tinh này, có được ngàn tỷ giảm tinh hà. Vâng. Long Hành Thiên kích động nói, Thái Mẫu, cái này sẽ là mục tiêu suốt đời của cháu. Ừm. Bà lão mặc áo choàng hồng hài lòng gật đầu, sau đó nói, cái Âm Dương Long Thần Công kia, là một trong số thế võ mạnh nhất mà bà từng nhìn thấy, dù là tại tinh vực chân võ, cũng thuộc về tuyệt học thất truyền đã lâu, trái đất có loại võ học này, là bà hoàn toàn không nghĩ đến. Điều khiến bà càng không ngờ tới chính là, loại võ học này lại bị liệt vào cấm thuật, người của Long Thị, không có bất kỳ ai có thể tu luyện, điều này khiến cho người khác thật khó hiểu. Bà lão mặc áo choàng hồng không giải thích được mà nói. Thái Mẫu, bí mật của A Âm Dương Long Thần Công, cháu làm hoàng thượng nên biết một chút. Long Hành Thiên nói ra, thật ra đây là bí mật của chủ nhà Long Thị truyền miệng, không được nói với người ngoài dù là nửa chữ, thậm chí ngay cả hoàng hậu của mình, cũng không được kể ra, nếu không chính là vi phạm tổ huấn. Có điều, bà trợ giúp rất nhiều cho cháu đối với bà cũng không cần phải giấu giếm nữa rồi. Ồ! Long Hành Thiên lần này khiến cho bà lão mặc áo choàng hồng hứng thú, liền dò hỏi, bí mật gì, cháu nói xem. Cái Âm Dương Long Thần Công này, vốn là tổ tiên Long Thị chúng ta sáng tạo, hễ là người trong gia tộc Long Thị, đều biết Âm Dương Long Thần Công vô cùng cường đại. Long Hành Thiên nói ra, trái đất có lịch sử đã lâu, nhưng có sách sử ghi lại nền văn minh, chỉ có 5-6 ngàn năm mà thôi. Mà trước lúc đó, văn minh và sự phát triển ở trái đất, không có ai biết, đó là bởi vì, trái đất. Ngay sau đó, Long Hành Thiên nói ra một tin tức chấn động, bị cách tân rồi. Nói một cách khác, cái này nên tính là một kỷ nguyên hủy diệt, sau đó tái sinh thành một kỷ nguyên mới, tuần hoàn qua lại. Mà mỗi một cái kỷ nguyên, trái đất đều sẽ xuất hiện người có thiên tư siêu việt, suy nghĩ ra pháp tắc tu hành. Long Hành Thiên nói tiếp, căn cứ vào tin tức mà Long Thị truyền miệng, hai lần gần nhất trái đất cách tân, đầu tiên là hệ thống tu chân. Người tu chân cường đại đỉnh phong sau khi đến trái đất thì sẽ có đại cao thủ thần bí, hủy diệt trái đất, mở ra một kỷ nguyên mới. Mà bây giờ, trước cái kỷ nguyên này, chính là thời đại thịnh hành của hệ thống luyện võ. Long Hành Thiên kiêu ngạo nói, khi đó, tổ tiên của Long Thị quét ngang thiên hạ, lấy Âm Dương Long Thần Công, thống trị hơn phân nửa trái đất, không có bất kỳ ai là đối thủ của ông Tổ nhà cháu. Nhưng ông Tổ vẫn luôn có cảm giác bất an. Luôn cảm thấy trái đất sẽ có đại họa ập đến. Long Hành Thiên tiếp tục nói, thế là ông ấy muốn giữ lại cho đời sau, đem Âm Dương Long Thần Công cùng bí mật kỷ nguyên luân hồi, lấy một loại phương pháp đặc thù bảo toàn nó, vì thế tránh thoát kỷ nguyên sụp đổ. Vào ngày cháu trở thành hoàng thượng, phụ hoàng đã đem tất cả mọi chuyện đều nói cho cháu biết. Long Hành Thiên tiếp tục nói, đồng thời căn dặn cháu, nếu không phải bất đắc dĩ, không được tu luyện Âm Dương Long Thần Công. Cái võ học này mặc dù vô cùng cường đại, nhưng sẽ khiến cho tốc độ mà trái đất bị cách tân trở nên nhanh chóng hơn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 59.